Chương 51 Thứ 51 chương không như, ôm lại một chút ký ức được rồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Gạt người Sầm trí quyền bỗng nhiên thân trường tay, đem nàng kể cả chăn đơn cùng nhau lao qua đây, trực tiếp ôm vào trong lòng, đem nàng vững vàng khóa lại, mặc dù cách một tầng chăn đơn, mà trên người hắn quần áo chỉnh tề, nhưng hai người như vậy chặt chẽ ôm vẫn như cũ là nhượng quan mẫn mẫn một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu, ngươi ngươi buông ta ra, nàng ở hắn trong lòng nhúc nhích dãy dụa, lại thế nào cũng dãy bất thoát kiềm chế của hắn. Đã ngươi quên rồi, vậy chúng ta không như nặng hơn ôm một chút tối hôm qua ký ức được rồi. Sầm trí quyền cúi đầu, bỗng hôn lên môi của nàng. Ngươi! Chúng ta! Nàng thật nhanh nghiêng đầu không cho hắn xính. Chúng ta không thể còn như vậy. Cho ta một không thể lý do. Hắn khàn khàn nói. Ta, ta, nàng cắn môi, suy yếu vô trợ mở miệng, nhưng trước sau nói bất ra một câu đầy đủ đến. Đã không có lý do gì, kia. mãnh liệt hung hãn hôn trọng trọng đánh tới đánh thẳng vào quan mẫn mẫn tất cả thân thể cảm giác. Hắn tượng tức khách giả thú, đối mặt hắn muốn con mồi, nhất định là cần phải tới tay không thể. Sáng sớm liền đem việc công quên mất không còn một mảnh, thực sự không giống như là cái kia luôn luôn lấy việc công làm trọng đại đường ca a lặng lẽ đứng ở cửa sầm gia di thật không phải là nghĩ quái rầy nhân gia ân ái ngọt ngào nhưng tiếp được hội nghị thực sự rất quan trọng hắn phi chủ trì không thể a à. mắt thấy một hồi kích tình liền muốn bạo phát sầm gia di kiên trì gõ cửa phòng lần đầu tiên có lẽ là lực độ thái nhẹ hai người trên giường còn đang kịch liệt dây dưa nếu như bình thường nàng nhất định sẽ không làm chuyện như vậy nhưng việc này không nên chậm trễ a à. thế là đem mắt nhắm lại hậu nàng dùng sức trọng trọng gõ cửa phòng đồng thời hô lên thanh. Tổng tài, hội nghị thời gian đã đến, thỉnh ngài dời bước số một phòng học. Ngày này, quan mẫn mẫn không biết mình là đi như thế nào ra phòng làm việc của hắn, hoàn hảo có sầm gia di vẫn tống nàng đến dưới lầu, nếu không nàng hoài nghi mình thực sự hội té xỉu, có thể coi là nàng ly khai, trải qua thư ký thất lúc. Đám kia thư ký mang theo ái muội không rõ biểu tình lại ở nàng trong ốc xoay tròn không đi, lúng túng được hận không thể chui vào dưới nền đất đi. Đại gia Đại Khái Đô cho rằng nàng có thể được đến Tân Hải đảo hạng mục là bởi vì nàng bồi ngủ đi. Ngô ngô ngô, cái này tự thế nào cũng giải thích không rõ. Sau này nàng đến sầm thị học, còn không biết muốn đối mặt cái dạng gì tình hình. Thực sự là đủ rồi. Đều là nàng, biết rất rõ ràng chính mình tử lượng không tốt, còn dám cùng hắn uống. Đáng chết sâm panh, sau này thực sự không thể đụng chạm nữa say rượu hỏng việc thật là lầm đại sự nhưng lớn hơn nửa chuyện còn ở phía sau nàng chưa có về nhà trực tiếp đi công ty nhà nàng tiểu quan tiên sinh lại không có đi học mà ở phòng làm việc của nàng lý chờ hắn trở lại sầm trí tề triều nàng vuốt tay tỏ vẻ hắn lấy tiểu quan tiên sinh không có cách nào hắn không có đưa hắn trực tiếp mang đến sầm thị đi đã là thiên đại chuyện tốt chuyện kế tiếp cần nhờ nàng tự mình giải quyết Quan tiểu thư nhìn tiểu quan tiên sinh ngồi ở đó rộng lớn làm việc y lý kia phó thế ở nhất định phải tư thế, nàng liền biết, không cho hắn một giải thích hợp lý, nàng hôm nay thế nào không quá quan. Mà ở quan mẫn mẫn ly khai sầm thị sau, nguyên bản ngồi ở một hào trong phòng hội nghị chủ trì hội nghị sầm đại tổng tài, lại liên tiếp ra đào ngủ, nghe nghe, ánh mắt lại luôn luôn liếc trong tay trầm tĩnh im lặng di động, mà trong đầu nghĩ lại là tối hôm qua hương diễm hình ảnh, nàng uống say tiểu bộ dáng thực sự là đáng yêu cực, nửa đêm sau khi tỉnh lại, thế nào đồ nàng cũng là ngoan ngoãn, làm cho nàng thân liền thân, làm cho nàng ôm liền ôm, mặc dù cuối không có làm được một bước. Cuối cùng, bởi vì mổ chỉ heo con say được quá sâu, chơi đã sau trực tiếp ngã đầu liền ngủ, thế nào gọi cũng không tỉnh, nhưng hắn đối một không có phản ứng nữ nhân hạ thủ, hắn thật đúng là làm không được. Thế nhưng hắn với nàng làm những thứ ấy cũng không có thuần khiết được đi đâu là được rồi, Hắn có chút không được tự nhiên nuốt một mụn nước bọt, giật giật dưới đáy bàn đôi chân, cảm giác quần có chút căng, tổng tài, lục quản lý đang đợi ngài chỉ thị, ngồi ở một bên sầm gia di. Nhìn hoàn toàn trạng thái ngoài tổng tài đại nhân, nhìn không được thân thủ huyết bính khỉu tay của hắn nhắc nhở hắn, nhân gia lục quản lý ở 5 phút trước cũng đã hội báo hoàng công làm, hắn nhưng vẫn tỉnh tọa không nói tiếng nào, sầm gia di ở hắn lấy lại tinh thần lúc, đem trên tay PGA đưa tới tổng tài đại nhân trước mặt ở trong đó, ghi chép lục quản lý vừa kia phân báo cáo chủ yếu nội dung, nàng tuổi còn trẻ an vị phía trên tịch thư ký chức vị, nhưng không riêng gì dựa vào sầm. Này họ có được. Nàng dựa vào là đầu óc. Sầm trí quyền liếc mắt nhìn sầm gia di lập tức phản ứng rất nhanh hạ chính xác chỉ thị, một bên nghe bốt truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị, vạn năng bí thư trưởng tiểu thư còn có thể phân tâm liếc một cái tổng tài đại nhân bàn dưới tình hình, đang nhìn đến mổ một chút không nên nhìn tình hình lúc, nàng cấp tốc ngẩng đầu, thu lại thần sắc, nội tâm lại ba đào cuộn trào mãnh liệt, đại đường ca, thực sự là thật xin lỗi. Ta sáng sớm không nên quấy rầy ngươi chuyện tốt. Những ngươi ở hội nghị thượng cũng có thể dục cầu bất mãn, đây là muốn biến thiên tiết thấu sao. Luôn luôn nghiêm túc nghiêm túc, không câu nệ nói cười đại đường ca, Vậy mà, ở hội nghị bị lừa chúng động dục. Mùa xuân tới. Mùa xuân tới. Mùa xuân tới. Hảo Nghĩ tuyên bố đến trên mạng đi. Đại bốt mùa xuân tới, quan tiểu thư mùa đông tới. Lúc này, quan thị tổng tài trong phòng làm việc, tiểu quan tiên sinh cùng quan tiểu thư dằn co, tiểu quan tiên sinh vẫn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, cặp sách tùy ý vứt trên mặt đất, trong lòng ôm quyển mau, đang chờ quan tiểu thư uống xong để thập ly cà phê hậu hướng hắn giải thích tối hôm qua đêm không về ngủ nguyên nhân vốn có sáng sớm tỉnh lại không thấy được nàng đắt đi nói với hắn nàng tối hôm qua hội nghị khai được quá muộn cho nên trực tiếp ở công ty phụ cận khách sạn ở một đêm sáng sớm hôm nay liền trực tiếp đi công ty hắn nửa tin nửa ngờ ở điện thoại của nàng vẫn không gọi được sau liên trường học cũng không đi nhất định phải đến công ty nhìn thấy nhân tài bỏ qua. Tiểu quan tiên sinh tính tình một ngang tàn khởi đến, ai cũng lấy hắn không có biện pháp, sầm trí tề chỉ có thể dẫn hắn qua đây. Kết quả vừa đến công ty, nhân gia quan tiểu thư phòng làm việc trống rỗng. Cái này tự cái gì mượn cớ cũng không cần tìm. Quan tiểu thư làm cho người ta đưa một chén lại ly cà phê tiến vào, uống được đều phải phun ra, còn là nghĩ không ra giải thích hợp lý, để thập ly cà phê cuối cùng một ngụm trượt tiếng cổ họng hậu, nàng như là hạ quyết tâm bình thường, bành một tiếng đem chén cà phê trọng trọng đặt ở trên mặt bàn, động tác kia to lớn, đem tiểu quan tiên sinh trong lòng quyển mau hoảng sợ, tính toán nói. Tiểu quan tiên sinh trấn an vỗ vỗ quyển mau đầu, liếc nhìn vẻ mặt vào nơi nước sôi lửa bỏng dạng quan tiểu thư. Ta, quan mẫn mẫn hai tay chống ở trên mặt bàn, nhìn chầm chầm nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, tối hôm qua là cùng nam nhân kia cùng một chỗ. Cùng một chỗ, không cần nàng giải thích, lấy hắn thông minh tài trí hẳn là không khó hiểu mới đúng chứ. Nghe thấy quan tiểu thư như thế thẳng thắn, tiểu quan tiên sinh cũng không kinh ngạc, như là đã sớm ngờ tới bình thường, ông quyển mau khởi đến, đứng ở làm việc ghế cùng quan tiểu thư nhìn thẳng, các ngươi bất là lần đầu tiên ở cùng một chỗ đi. Chương 52 Thứ 52 chương nên gọi ôn sồ còn là gọi đắt đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com bởi vì tiểu quan tiên sinh một câu kia nói phòng làm việc lại lần nữa an tĩnh lại quan mẫn mẫn mở thủy con ngươi nhìn vẻ mặt yên ổn tiểu quan tiên sinh thật lâu vô pháp ngôn ngữ hắn không phải là đoán ra cái gì tới đi nếu như hắn thật là biết cái gì hiện tại mới tới truy vấn nàng thật đúng là nhịn được quan tiểu thư thật lâu không nói gì tiểu quan tiên sinh ngồi xổm người xuống muôn trong lòng quyển mao nhượng nó đến trên mặt đất đi chính mình ngoạn mới một lần nữa đứng lên cùng nàng đối diện quan tiểu thư, giang bối bối đắt đi mami trên người phát sinh cố sự sẽ không ở trên người chúng ta tái diễn đi. Tiểu quan tiên sinh yên lặng nhìn mami ánh mắt, không dám dời mảy may, giang bối bối đồng học 5 tuổi sau mới biết mình còn có một cơ hội giống nhau như đúc đồng bào ca ca, nếu là bọn họ cố sự phát sinh ở trên người hắn, cùng lý, hắn có phải hay không cũng có một người muội muội hoặc tỷ tỷ, thậm chí cũng có thể là ca ca hoặc đệ đệ, thượng đế. Hắn là cái tiểu thiên tài, ngàn vạn đừng tới một so với hắn ngốc huynh đệ tỷ muội hắn nhất định sẽ phát điên có một chỉ số thông minh không được tốt lắm mami đã nhượng hắn rất bận tâm niên kỷ của hắn còn nhỏ không muốn thao nhiều như vậy tâm thế nhưng n năm sau thiên tài tiểu quan tiên sinh lại đối so với chính mình tiểu 7 tuổi em gái đau sủng tận xương quả thực là cái yêu muội biến thái cùng. ngươi nghĩ tượng lực thái phong phú lấy lại tinh thần quan mẫn mẫn nuốt nuốt nước miếng muốn dời ánh mắt tiểu quan tiên sinh động tác thần tốc đè lại bả vai của nàng không cho nàng trốn tránh quan tiểu thư lấy bản thiên tài chỉ số thông minh hắn mới là ta chân chính ý nghĩa thượng đắc đi đi tiểu quan tiên sinh dùng chính là câu khẳng định hắn đã sớm đoán được quan tiểu thư cùng đắc đi bất thường quan hệ nếu như ly hôn có cái nào chồng trước trước mặt thê quan hệ như vậy hài hòa thế nhưng sẽ cùng hài bọn họ lại không có gì thân mật cử động chứ đừng nói chi là hội ở cùng một cái phòng. Mấy năm này bọn họ ở Melbourne, muốn truy quan tiểu thư nam nhân cũng không ít, đảng quan tiểu thư chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam nhân gặp gỡ, chứ đừng nói chi là đêm không về ngủ loại sự tình này. Nhưng tối hôm qua, quan tiểu thư tùy tùy, tùy tiện tiện liền cùng cha hắn ca ca ngủ. Quan hệ sao có thể đơn giản? Quan mẫn mẫn ho nhẹ một tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Thế là vấn đề tới, nếu là ta ngày nào đó không cẩn thận thiên đụng tới hắn là nên gọi hắn ôn sồ còn là đắt đi cái gì ôn sồ còn là đắt đi đâu có phức tạp như thế chỉ cần nàng không đề cập tới ai biết hắn là con hắn cho nên ngày đó không có khả năng tới cho nên quan tiểu thư cự tuyệt trả lời này giả thiết tính vấn đề không có không cẩn thận đụng tới ngày đó dù cho thực sự đụng tới nàng còn có sầm trí tề đâu người nào không biết mấy năm nay bọn họ ở nước ngoài đều là cùng một chỗ đâu vấn đề này ngươi có thể không trả lời ta bất quá tiểu quan tiên sinh cũng không có dễ dàng như vậy phóng quá nàng các ngươi đã cũng không tính toán cùng một chỗ kia tối hôm qua tại sao phải nhượng hắn chiếm tiện nghi chiếm cái gì tiện nghi quan tiểu thư trừng hắn hắn ngủ ngươi tiểu quan tiên sinh vương tiểu con dấu chọc nàng trắng nõn cổ kia rõ ràng bất quá dâu tây ấn quan tiểu thư ngươi bạch bạch làm cho người ta cấp ngủ. Không muốn lừa gạt tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, được không? Hắn cũng không là bình thường tiểu hài. Cái gì? Quan mẫn mẫn cúi đầu, lại nhìn không thấy nhi tử chọc chỗ đó. Bất quá, nghĩ cũng biết hắn chỉ là cái gì, mấy năm nay xem qua nhiều như vậy truyện tranh cùng tiểu thuyết cũng không là bạch nhìn. Nếu như không phải ở nhi tử trước mặt, quan mẫn mẫn thật muốn ngửa mặt lên trời đại tiếu, cái kia bại hoại bắt nạt nàng uống say chiếm tiện nghi cũng tính đúng rồi, vì sao còn muốn ở như thế rõ ràng vị trí lưu lại chứng cứ. Đẳng đẳng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, hắn hình như nói là nàng chủ động gục hắn, ngươi sai rồi, quan tiểu thư có chút ngạo kiều ngang tiểu cầm, không phải hắn ngủ ta, là ta ngủ hắn. Về ai ngủ ai vấn đề, đến cuối cùng đã không quan trọng, quan trọng là quan mẫn mẫn cảm thấy còn là chính mình chịu thiệt. Những sầm trí tề đem nhi tử tống đi trường học hậu, quan mẫn mẫn vọt vào phòng nghỉ trong phòng tắm, đem trên người y phục kéo xuống, nhìn trong gương chính mình, trừ trên cổ kia kỹ mai rõ ràng dâu tay ấn ngoài, cổ dưới trắng nõn da thịt khắp nơi đều là nam nhân lưu lại dấu vết, ngay cả đùi xử cũng không ngoại lệ, sầm trí quyền tên hỗn đảng nào đương nàng là điểm tâm đến gặm sao. Sáng nay ở hắn phòng làm việc thời gian, bởi vì quá mức với khẩn trương, cộng thêm hắn lại ở bên giường nhìn, hại nàng chỉ có thể trốn ở chăn luống ca luống cuốn mặt quần áo, căn bản không có lưu ý trên người mình này đó dấu vết, bây giờ vừa nhìn thật là làm cho nhân tâm kinh không ngớt. Đại khái muốn chừng mấy ngày mới có thể biến mất. Thực sự là thật quá mức. Quan mẫn mẫn tức giận bất bình kéo hảo quần áo, có chút bị khuất méo máu. Nàng thế nào xui xẻo như vậy a? À, trong đời hai lần họ kinh nghiệm đều là say rượu hậu phát sinh, qua đi chính mình một điểm tri giác cũng không có. Có lẽ hẳn là nói như vậy, lần đầu tiên sau ít nhất còn có cảm giác đau, lần này là hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Rốt cuộc là vấn đề của nàng còn là vấn đề của hắn. Quan mẫn mẫn không có thời gian xoắn suýt vấn đề này, bởi vì hôm nay đi làm vốn có cũng đã muộn, trước cùng tiểu quan tiên sinh nói chuyện lại hoa một ít thời gian, thư ký sớm sẽ cầm một đống chờ nàng ký tên văn kiện đợi đã lâu, ký hảo thư ký trên tay một chồng lớn văn kiện sau, đã là qua bữa trưa thời gian, lục tử duy thừa dịp khoảng thời gian này qua đây cùng nàng khai cơm trưa hội nghị, quan mẫn mẫn lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua sầm trí quyền nói với nàng sự kiện kia, quan. Thiệu Minh không chỉ có là công ty tổng giám đốc, cũng là công ty nguyên lão, nhượng hắn mình từ chức, khả năng sao? Quan mẫn mẫn có chút tính trẻ con cắn ống hút nhìn đối diện lục tử duy. Đã dùng hảo sang lục tử duy đem một phần tư liệu đưa tới quan mẫn mẫn trước mặt, thứ sáu. Ngươi triệu tập một lâm thời ban giám đốc nghị, đến lúc đem phần tài liệu này phân phát đến các động sự trên tay, như vậy là được. Quan Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn phần tài liệu kia. Lấy Quan Thiệu Minh cá tính, đến lúc ở trước mặt mọi người xuống đài không được, vì bận tâm mặt, hắn nhất định sẽ tự động cầu đi, ngươi thuận tay đẩy thuyền là được. Nhưng hắn là trưởng bối, Quan Mẫn Mẫn sợ chiêu không chịu nổi. Không quan hệ, đến lúc ta sẽ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần làm lạnh mặt tổng tài là được. Cùng lục tử duy cơm trưa hội nghị sau khi chấm dứt, nội tuyến vang lên truyền đến thư ký thanh âm, Miss Quang, nhị tuyến có sầm tổng tài điện báo. Quang mẩn mẩn không chút nghĩ ngợi theo tiếng, nói cho hắn biết ta bất ở công ty, hôm nay cả ngày cũng không ở. Sau khi nói xong trực tiếp ấn cắt điện nói. Nàng hiện tại không muốn nói chuyện với hắn, việc công việc tư cũng không nghĩ. Nàng cũng không tin, hắn có thể đem nàng thế nào lần đầu tiên bị người như vậy cự tuyệt sầm đại bốt sắc mặt rất không tốt nhìn, hận không thể cầm trong tay di động trực tiếp đập hướng cửa sổ thủy tinh ngoại. Trong thiên hạ, có thể đem tính tình của hắn gây ra nhân, phi quan mẫn mẫn này tiểu nữ nhân không thể. Ở nàng trước khi rời đi, hắn rõ ràng có giao cho, trở lại công ty hậu cho hắn điện thoại, cũng đừng nói là điện thoại, liên điều tin tức cũng không có. Nhưng hắn ở hội nghị trung không ngừng nhìn di động hội nghị vừa kết thúc hắn lập tức gọi tay nàng cơ lại phát hiện tắt máy thế là đánh tới nàng công ty vậy mà đạt được nàng bất ở công ty tin tức nói rõ liền là cố ý không tiếp điện thoại của hắn thật là có đủ không biết phân biệt nữ nhân bốt vận chuyển buôn bán trường đã ở ngài phòng làm việc khải văn tiến lên báo cáo ngăn trở hắn muốn trực tiếp đi quan thị đem nàng nhéo ra tới xúc động đề lời nói với người xa lạ về nhập đàn sự tình thuyết minh một chút, bởi vì tác giả quân cực kỳ lười biến nguyên nhân, cho đến bây giờ chỉ có một vip đàn, có viết toàn bản đặt ghi lại thân cũng có thể thêm vào, không có đặt ghi lại thân có thể đẳng bài này thượng giá hậu lại thêm, sao sao đạt. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng lượng thứ. Chương 53 Thứ 53 chương ngươi lại cùng sầm tiên sinh thông điện thoại. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Quan mẫn mẫn ở cơm trưa qua đi, lại bận rộn một buổi chiều, mãi cho đến sắp tới lục điểm mới cách mở công ty. Trạm ở công ty cửa đang muốn thân thủ chiêu bộ taxi về, nhất bộ màu đỏ rực xe đua dừng tới trước mặt nàng, sầm tỉnh di cười hi hi nhìn nàng. Lên xe, mời ngươi ăn cơm. Thỉnh nàng ăn cơm, chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện tốt. Quan mẫn mẫn nhìn cabin lý vẻ mặt tiếu ý nữ nhân, suy nghĩ có muốn hay không cùng nàng cùng đi ra ngoài lên xe lạp. Nhà ta tiểu cháu trai tự nhiên có người nhìn chầm chầm hắn. Sầm tỉnh di nghiêng đi trên người mở cửa xe bên kia. Nghĩ nghĩ, quan mẫn mẫn còn là lên xe. Dùng cơm địa điểm là sầm tỉnh di chọn, trứ danh Angere phòng ăn, có danh khắp thiên hạ soái ca chủ trụ giang chấn thành kia một nhà Angere. Sầm tỉnh di này cực hóa, tháng trước liền bắt đầu dự định đi. Vị trí của các nàng dựa vào sông, có thể một bên đẳng một bên nắm phong cảnh. Đương nhiên, các nàng vô tâm thưởng thức, bởi vì sầm tĩnh di chính thấp giọng dò hỏi nàng về, tối hôm qua nàng một đêm không về sự tình. Các ngươi có thể hay không thái kịch liệt. Sầm tỉnh di nhìn cổ nàng thượng vậy làm sao che bất ở dâu Tây Ấn, nụ cười trên mặt sâu hơn. Buổi trưa hôm nay nàng theo gia di tỷ chỗ đó biết chuyện này lúc, kinh ngạc được cầm đều phải rơi xuống, kinh ngạc lại ảo não. Vì sao hai lần bắt giang, nàng cũng không có ở tràng. Hảo muốn nhìn một chút đại ca lúc đó là cái gì biểu tình a? À? Thỉnh ta ăn cơm, liền vì hỏi cái này. Quan mẫn mẫn đem mặt chuyển tới ngoài cửa sổ, sớm biết nàng bất an hảo tâm, khi ở trên xe không hỏi, sợ nàng trở mặt nhảy xe rời đi, cho nên, nhìn đến bây giờ mới hỏi, trảo định rồi nàng cùng nàng như nhau, để đỡ không được mỹ thực hấp dẫn sẽ không vung tay rời đi, bất quá, nàng cũng có thể tuyển trạch không trả lời sầm tỉnh di nhợt nhạt uống một ngụm nước chanh mới lại mở miệng, đại ca của ta, phương diện kia năng lực, không tệ đi. Cũng không tệ lắm đâu, nàng một điểm cảm giác cũng không có. Quan mẫn mẫn một điểm đáp lại ý tứ cũng không có, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ không hé răng. Nếu như bất lợi hại lời, ngươi sao có thể cùng hắn lên giường? Chẳng lẽ không đúng tưởng niệm trên giường của hắn công phu? Sầm tỉnh di tiếp tục đặt câu hỏi. Ta, ta đó là uống say. Quan mẫn mẫn quay đầu oán hận giải thích, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng nhất định sẽ dậm chân. Ngươi là mượn rượu giả điên đi. Mới không phải. Ngươi có thể hay không không muốn hỏi lại chuyện này. Quan mẫn mẫn ở thừa dịp chính mình muốn điên trước nghiến răng nghiến lợi nắm nắm tay, nàng hỏi lại, bữa cơm này nàng cũng không cần ăn. Hoàn toàn ăn không vô tiết thấu thôi. Có thể a. À không giống với quan mẫn mẫn phát điên trạng thái, sầm tĩnh di bình tĩnh được nhún nhún vai, chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề, ta sẽ không nhắc lại chuyện này. Vấn đề gì? Quan mẫn mẫn không tin nhìn nàng, không tin nàng hội tốt như vậy. Là đại ca của ta lợi hại, còn là trí tề lợi hại. Hảo nghĩ té xỉu. Đáng tiếc, các nàng dự định bữa ăn tống lên đây, không ăn thực sự là thua thiệt lớn. Thế là, Quan tiểu thư ở đại ứng sinh đem bữa ăn phóng hảo ly khai hậu, đối sầm tỉnh di từng câu từng chữ thấp giọng nói. Đại ca ngươi, phương diện kia căn bản không được. Đại ca nàng, phương diện kia không được. Sao có thể? Sầm tỉnh di mới không tin quan tiểu thư lời nói. Không được, sẽ ở trên người nàng lưu lại như thế rõ ràng chứng cứ sao. Quan tiểu thư đây là ăn no không tiếp thu trướng đi. Bất quá, nhìn quan tiểu thư bộ dáng muốn hỏi nhiều ra những thứ gì là khả năng không lớn. Ăn cơm hoàng đế đại, còn là mặc kệ kia quá lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng cũng không tin, lấy thông minh tài trí hội tìm không được nguyên nhân. Bữa tối qua đi, sầm tỉnh di cùng công ty hàng không đồng sự buổi tối còn có tiết mục, quan mẫn mẫn một người đi đầu hồi tân nơi ở. Hôm qua vừa mới chuyển qua đây, nàng còn chưa kịp ở thượng một đêm đâu. Cho nên, có ít thứ hay là muốn chỉnh lý một chút. Lúc về đến nhà, sầm trí tề không ở, tiểu quan tiên sinh cùng xa ở London phạm thị huynh muội chat webcam, hai huynh muội chính tay trong tay cùng tiến lên học, bóng lưng chính là bọn họ vườn trường, nhìn thấy nàng về, chỉ là liếc mắt nhìn hậu lại tiếp tục trở lại bọn họ bọn nhỏ lời đề trung, quan mẫn mẫn trở về phòng, ném xuống bao, tùy ý sửa sang lại một chút tủ quần áo hậu, hơi mệt chút, thẳng thắn trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, lấy điện thoại di động ra khởi động máy, lập tức tràn vào mấy chưa nghe điện thoại, vậy mà đô là của sầm trí quyền. Không muốn trả lời điện thoại. Vốn chính là không muốn tiếp điện thoại của hắn mới tắt máy. Nàng đem đầu nằm bò ở mép giường không nhúc nhích. Vốn có không mệt như vậy, thế nhưng vừa nhìn thấy hắn kia mấy chưa tiếp điện báo cả người đô yên. Còn có chút đau đầu. Không biết qua bao lâu, di động vui kêu lên, quan mẫn mẫn đầu cũng không nâng, vương một tay sờ tới sờ lui, đem ném ở trên giường di động sờ ở trong tay hậu tùy ý ấn chuyển được kiện, nghĩ đã trễ thế này, hắn không nên lại gọi điện thoại qua đây đi. Mới lười biến uy một tiếng, bên kia liền truyền đến sầm trí quyền thanh âm. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Quan mẫn mẫn trong nháy mắt trùng mình một cái, cả người thông suốt theo trên mặt đất nhảy lên thốt ra. Ngươi sẽ không cần tới tìm ta đi. Ta không ở Singapore. Sầm trí quyền xuyên qua cửa sổ xe nhìn phương Đông chi châu ống ánh bóng đêm nhàn nhạt nói: Vốn có tính toán tan việc đi nàng công ty tìm nàng, thế nhưng buổi chiều Hồng Kông bên này công ty chi nhánh Lâm thời có chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên ngựa không dừng vó chạy tới. Hạ Cơ sau, theo sân bay qua đây, một đường nhìn kia mỹ lệ bóng đêm, nhịn không được nghĩ khởi tối hôm qua cùng nàng ở ban công uống rượu lúc tình cảnh, hôm nay gọi điện thoại tìm không được của nàng kia luồng khí đã sớm tiêu mất nhịn không được lấy điện thoại ra đánh di động của nàng, không nghĩ đến tiếp thông. Vậy ngươi đã trễ thế này gọi điện thoại qua đây có chuyện gì? Nghe nói hắn không ở Singapore, càng không có ở nàng dưới lầu, quan mẫn mẫn đề tâm buông xuống, nhưng cũng do đứng thẳng tư thế trực tiếp nằm tới trên giường. Không có việc gì. Tân phòng tử còn ở được thói quen sao? Hoàn hảo. Nàng đơn giản đáp lại hai chữ. Hôm nay thế nào vẫn không có mở ra cơ. Đây là muốn thanh nợ của ý tứ sao? Di động hết tin. Vừa mới về nhà, đang sạc điện đâu. Nếu không có việc gì ta muốn gác máy. Nàng bất muốn cùng hắn nói quá nhiều, cùng hắn hình như cũng không có cái gì nói tốt. Ta ngày mai buổi chiều trở lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Buổi tối ngày mai ta có chuyện. Nàng trực tiếp cự tuyệt. Nếu như không cái khác sự lời ta mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sầm trí quyền biết ý của nàng, cũng không có nói thêm nữa, chủ động cúp điện thoại. Mà quan mẫn mẫn thì lại là sau khi cúp điện thoại mới phát hiện nguyên bản ở gian phòng của mình Lý cùng hảo bằng hữu cha web cam tiểu quan tiên sinh bất biết cái gì thời gian tiến vào, trong lòng ôm quyển mau, một người một chó mở suy nghĩ không nháy mắt nhìn nàng. Vọng được nàng một trận chột dạ, hình như làm cái gì hỏng như nhau đưa điện thoại di động vứt xuống trên giường. Làm chi? Quan tiểu thư chủ động mở miệng. Ngươi thật giống như lại cùng vị kia sầm tiên sinh thông điện thoại. Tiểu quan tiên sinh ôm quyển mau cùng nhau nằm trên giường mới khẳng định đạo. Chương 54 Thứ 54 chương ai ngủ người nào chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quan mẩn mẫn không nghĩ đến một ngắn gọn điện thoại còn có thể bị nhi tử nghe thấy, thực sự là vô lực được muốn khóc. Đúng thì thế nào? nàng đem một đại gối lãm vào trong ngực lười biến hỏi. Biết không sợ súng, nên biết không nên biết, hắn cũng đã biết, hắn có thể lấy nàng thế nào. Quan tiểu thư, tiểu quan tiên sinh giật lại nàng ngăn trở mặt gối, một đôi đen bóng trong mắt chặt khóa chặt nàng, nghiêm túc chuyên chú, gần đây, ta lên mạng ra xét ra tư liệu, cũng biết một ít về sầm gia cùng quan gia sự tình. Sau đó thì sao? Quan tiểu thư chăm chú hỏi, ngươi nghĩ nhận tổ quy tông sao? Tiểu quan tiên sinh dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, ta nghĩ, ta có phải hay không hẳn là cho ngươi suy nghĩ một chút. Vì nàng nghĩ, có ý gì? Quan tiểu thư nhíu nhíu thanh tú lông mày, vương một tay đi vỗ về quyển mau đầu, cùng tiểu quan tiên sinh ôm nhu tiểu tay đụng chạm đến, nàng trực tiếp kéo qua hắn tiểu tay cầm ở lòng bàn tay, nhà nàng tiểu quan tiên sinh còn nhỏ tuổi liền biết vì nàng suy nghĩ, nàng sao có thể bất cảm động đâu. Kỳ thực tính ra, nàng còn chưa tính là cái hợp cách mami, hồi bé là bảo mẫu giúp mang, hắn 4 tuổi sau trái lại ở trong sinh hoạt là hắn vẫn ở chiếu cố nàng. Hiện tại hắn lại vì nàng nghĩ gì thế? Quan tiểu thư nội tâm cảm động không ngớt, thế nhưng, tiếp được đến tiểu quan tiên sinh lời nói lại làm cho nàng tất cả cảm động biến mất hầu như không còn. Sầm trí quyền, sầm thị thương nghiệp đế quốc tổng giám đốc, sầm thị gia tộc đích trưởng tôn, hắn êm tai nói tới, mà ngươi, quan tiểu thư, chỉ là quan gia tiểu lão bà sinh con gái, dù cho ngươi bây giờ là quan thị xây dựng tổng tài, nhưng kia gian sống dở chết dở tiểu công ty thế nào cùng sầm thị so với. Sau đó thì sao? Quan tiểu thư một tay chống ở đầu một bên liếc nhìn hắn, hắn nói là thế nhân đều biết sự thực a, à, còn có thể nhảy ra cái gì tân đa dạng sao? Liền chuyện tối ngày hôm qua đến nói, bất kể là ngươi ngủ hắn hay là hắn ngủ ngươi, chiếm tiện nghi kỳ thực còn là nam nhân. Không như ngươi nhượng hắn phụ trách được rồi nhượng hắn phụ trách không phải là nàng nghĩ cái kia ý tứ đi không sai a à, nhượng hắn phụ trách cưới ngươi là được phản đang tuổi lớn nhân gia không phải tính toán thú nàng sao lại chỉ số thông minh chưa đủ quan tiểu thư không biết phân biệt hiện tại đã lại ngủ một lần đương nhiên đương nhiên muốn phụ trách ta mới không cần hắn thú ta ngươi thiếu ở trên người ta động não quan mẫn mẫn vương hoa sen chỉ điểm điểm tiểu gia hỏa tráng hắn cũng không phải ta thích loại hình ngũ quan thái kiên cường ánh mắt thái lợi hại một bộ ăn tươi nuốt sống tướng mạo lại hung lại ngoan tư dưới còn rất hạ lưu không biết xấu hổ có đủ muộn tao nhưng người ta là sầm gia nhân điểm này cũng đủ để nhượng ngươi ăn cả đời quan tiểu thư làm sầm gia thiếu phu nhân có thể sánh bằng quan thị tổng tài thoải mái hơn ta đây là cho ngươi suy nghĩ không muốn làm cho ngươi vất vả như vậy sầm gia cũng không phải chỉ có một nam nhân ngươi lại không có nhượng sầm gia nam nhân đều ngủ quá đương nhiên là ai ngủ người nào chịu trách nhiệm đây là tiểu hài tử nên lời nói sao quan tiểu thư nổi giận quan tiểu thư lấy ngươi túi rơm đầu trời sinh sâu gạo cá tính lại không có di truyền đến mỹ nữ bà ngoại mỹ mạo như sầm trí quyền coi trọng ngươi là hắn kiếp trước thiếu nợ ngươi ngươi hẳn là cảm thấy vạn hạnh quan cảnh duệ quan tiểu thư phát ra cực kỳ bi thảm thét chói tai nàng cũng không thể được đổi tiểu hài vậy mà như vậy ghét bỏ chính mình mami thật sự là thật quá mức mặc dù nàng đã là cái thành thục đại nhân nhưng là hội luẩn quẩn trong lòng rời nhà ra đi hơn nữa nàng đã sớm có kinh tế độc lập ý nghĩ chỉ là thoáng cái còn không có cơ hội thực tiễn mới không phải trời sinh sâu gạo cá tính được không tiểu quan tiên sinh ôm bị dọa hoại quyển mao động tác nhanh chóng từ trên giường bò dậy nhảy xuống sàn rời xa thép chói tai khu mami đừng tức giận ta là thật tâm cho ngươi suy nghĩ a à, ta không muốn ngươi vì ta vất vả như vậy làm việc nhìn ngươi gần đây đô tiều tụy không ít đảng nếu như ngươi thật sự là không muốn gả thì thôi ôi nên thăm dò đô thăm dò qua xem ra quan tiểu thư đối nam nhân kia thật không có có ái mộ a à, đẳng ngày nào đó rỗi hắn lại đi xem vị kia sinh lý học thượng thân sinh đắc đi nhìn nhìn thái độ của hắn thế nào hắn quan cảnh duệ mami tại sao có thể để cho người khác bạch bạch ngủ đâu ngươi căn bản là nghĩ tức chết ta quan mẫn mẫn tức giận đến cũng theo từ trên giường nhảy xuống đuổi theo nàng muốn đem hắn tắt hồi trong bụng để tránh bị hắn khí lão Đáng tiếp nhân gia tiểu quan tiên sinh chạy được cực nhanh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chờ nàng cùng ra lúc, trực tiếp thưởng cho của nàng là một ký trọng trọng tiếng đóng cửa. Nàng kiếp trước nhất định là thiếu hắn, cho nên kiếp này hắn mới có thể như vậy khí nàng. Ngô ngô ngô, Hồng Kông, bán đảo khách sạn. Sầm Gia Di cùng ở Sầm Trí quyền phía sau cùng nhau tiến vào thang máy lúc, trong bao điện thoại vang lên. Nàng liếc mắt nhìn nhìn thẳng đại đường ca hậu theo tinh xảo bao lấy điện thoại di động ra, làm chi? Những ta mang đông tây A, à, không được, thời gian thái đuổi. Là sầm tỉnh di. Sầm gia di nhìn thấy nàng tên hậu đệ nhất ý nghĩ chính là, này không có năng lực kiếm nhiều như vậy lại phá sản được không được em họ biết nàng đến Hồng Kông đi công tác, khẳng định lại muốn thắt nàng mua đồ. Đương nhiên, sau vị kia hoàng khố đại tiểu thư nhất định đầy đủ thập bảo đảm, có tiền nhất định sẽ còn cho nàng. Trời biết. Náo trời nhà ra đi sầm tỉnh Di tiểu thư, chỉ dựa vào nàng kia làm tiếp viên hàng không kia điểm nhỏ bé thu nhập cũng không đủ mua một cái túi bao, lại càng không muốn đề nàng thích những thứ ấy trang sức. Nghe nói, theo tháng trước bắt đầu, nàng cuối cùng một tấm thẻ tín dụng cũng bị đại bá phụ cấp đông lại. Thật không biết nàng còn ở đâu ra dũng khí tiếp tục mua đồ. Chỉ là vị đại tiểu thư kia ở điện thoại chuyển được hậu nhưng không có lên tiếng mà là cười cái không ngừng sầm gia di nghe được không hiểu ra sao cả ngươi nếu không nói nói ta treo quy không muốn treo a à. sầm tĩnh di thanh âm như cũ mang theo không che giấu được tiếu ý kia cũng nhanh chút nói đại ca của ta có ở đó hay không bên cạnh ngươi sầm gia di liếc mắt nhìn như cũ vô cảm đại bốt không ở làm chi không phải là muốn nhượng đại bốt bỏ tiền mua cho nàng đông tây đi chút tiền lễ này ở đại đường ca trong mắt không đáng nhắc đến nhưng nàng hành trình thật chặt không có thời gian ra trừ phi nhà kia tinh phẩm điếm ngay bán đảo trong tửu điếm ta nói cho ngươi biết một bí mật ngươi cho ta mang nhất kiện lễ vật về phá sản tiểu thư quả nhiên đề điều kiện bất quá lần này sầm gia di trái lại hiếu kỳ bí mật gì như thế đáng giá Ngươi đáp ứng trước ta. Ta đáp ứng ngươi. Không được nhượng đại ca biết. Này, sầm gia di liếc mắt nhìn đại bốt, thang máy vừa lúc tới chỗ tầng lầu, đại bốt căng bản mặt kệ hội nữ nhân giữa lời đề, trực tiếp đi ra ngoài. Được rồi, tuyệt đối không nói. Nàng thành ý đầy đủ bảo đảm. Ngươi biết không? Đêm nay ta cùng mẫn mẫn cùng nhau ăn cơm, nàng nói đại ca của ta phương diện kia không được, ha ha ha, cười tử ta thực sự là cười tử ta. Cái gì? Sầm Gia Di nghe thấy nàng nói những lời này thời gian, chính vội vội vàng vàng đi ra liền muốn đóng cửa thang máy, nghe thấy nàng như thế một phen nói, kinh ngạc đắc thủ rung lên, đụng phải ép sát mà đến cửa thang máy, loãng xoảng một tiếng, di động trực tiếp chảy xuống trên mặt đất, rơi vào một vị đại bốt bên chân, mà bên kia, sầm tỉnh Di thanh âm còn đang kéo dài, ngươi biết không? Khi ta theo mẫn mẫn trong miệng nghe thấy nói đại ca không được lúc, thực sự là nghẹn được sắp nội thương. Đại ca của ta như thế anh minh thần võ, sao có thể không được? Ngươi nói năm đó mẫn mẫn đào hôn, là không phải là bởi vì hắn không quá đi, Sầm Tĩnh Di, ngươi tâm miệng cho ta. Sắc mặt hắc tới cực điểm đại bốt không lưng nhặt lên di động đối đầu kia Sầm Tĩnh Di nạt nhỏ, mà Sầm Gia Di sắc mặt cũng đủ khó coi, xong đời. Đem đại đường ca chọc giận, Cuộc sống sau này khổ sở. Đều là bại gia nữ làm hại. Ngô ngô ngô. Chương 55 Thứ 55 Chương có bệnh, muốn tạo điểm trị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đêm nay, quan mẫn mẫn bị tiểu quan tiên sinh tức giận đến không rõ. Ở phòng tắm phao gần 1 giờ ra, liền nghe đến phóng ở trên giường di động vang cái không ngừng, không vui đi qua, vừa nhìn là điện thoại của sầm trí quyền một giờ trước mới đánh quá, hiện tại lại đánh, tức chết nàng. Trực tiếp ấn rụng, tóc không thổi khô ngã đầu liền ngủ. Bên kia vốn có liền bị sầm tỉnh di lời tức giận đến tỏa ra hỏa đại bốt điện thoại lại bị cắt đứt, trong lòng thượng kia đem hỏa thiêu được càng vượng. Lại đánh quá khứ, lại tắt máy. Một giây sau, nắm ở trong tay di động đã bị ném tới trên mặt đất. Có lẽ là chất lượng thật tốt quá, vậy mà không có chia năm sẽ bảy quan mẫn mẫn cũng dám cùng người khác nói hắn không được. Tối hôm qua hắn cũng không có chân chính động nàng, nàng liền dám phóng lời như thế ra. Chờ hắn ngày mai trở lại, cần phải đem nàng lấy ra đến, tự thể nghiệm, nói cho nàng, cái gì mới gọi, đi. Buổi tối 11 điểm, tim cùng các một nhà cao nhất xoa bóp câu lạc bộ quý khách trong phòng, ánh đèn mờ tối, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt quải hương tinh dầu vị, những thân ở trong đó nhân cảm giác được thả lỏng cùng thoải mái hai vị chuyên nghiệp thợ đấm bóp làm xong trọn vẹn thủ pháp hậu cấp trên giường hai vị quý khách phi thượng khăn lông màu trắng, rất nhanh liền lui ra ngoài, kết hợp thượng phòng môn. Khi món nợ, ngươi giúp ta trành chặt một điểm. Bên trái nam nhân mở miệng, thanh âm thật thấp, mang chút khàn khàn. sau hắn từ trên giường ngồi dậy, kéo xuống trên người thăng mặt vây quanh ở bên hông, lộ ra chắc coi được nửa người trên. Ta tự mình cầm dao ngươi vẫn chưa yên tâm sầm trí quyền cũng từ trên giường ngồi dậy, ung dung hệ chặt bên hông thăng mặt. Hắn không nghĩ đến Long Cánh đã ở Hồng Kông, đang chuẩn bị nghỉ ngơi trước nhận được điện thoại lúc, người khác đã ở khách sạn phòng khách, nói có việc cùng hắn nói, hắn xuống sau hắn lập tức đưa hắn kéo đến nơi này đến làm chỉ áp, căn bản liền không việc khác. Này gia hỏa gần đây ở cùng Đông Nam Á mấy dưới đất đầu mục làm một tông đại giao dịch, mức thật lớn, đối phương kim ngạch nguồn gốc có chút, cho nên, cần quá tay hắn lại hợp pháp chuyển tới trên tay hắn. Đảng việc này ngày hôm trước bọn họ đã ở trong điện thoại nói được rồi, hắn thật sự là không cần thiết lo lắng hắn điểm này việc nhỏ cũng làm không xong. Ta nghe nói ngươi gần đây áp lực khá lớn, sợ ngươi lực bất tòng tâm. Long cánh chậm điều tư lý rút ra một điếu xì gà đốt. Sầm trí quyền khơi màu lông mày, không biết hắn là ý gì. Long thiếu gia phun ra một ngụm yên, đem xì gà cắn ở bên môi, hai tay vỗ mấy cái hậu, cửa phòng lại lần nữa mở, tiến vào bốn mặt trẻ trang nữ nhân, mỗi người kiều mị động nhân. Mấy vị này, đều là tường vi cung hồng bài, kinh nghiệm chu đáo, nghĩ thế nào ngoạn đều được, ngươi tùy tiện chọn, khẩu vị tốt cũng có thể toàn mang về. Long cánh, ngươi có ý gì? Sầm trí quyền ánh mắt vẫn chưa đặt ở kia mấy nữ nhân trên người, mà là chăm chú nhìn chầm chầm hút thuốc long thiếu gia. Không có ý gì ta nghe sầm thư ký nói ngươi gần đây áp lực khá lớn cho nên tìm mấy nữ nhân cho ngươi buông lỏng một chút sầm trí quyền vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt đen xuống vốn có bị kia mở điện nói tức giận đến khó tiêu hỏa khí lại nổi lên sầm gia di này ngu xuẩn nữ nhân rút cuộc cùng long tránh nói cái gì hắn đến khách sạn tìm hắn ra làm chỉ áp sau đó cho nửa nữ nhân đi lên là muốn cho hắn thả lỏng sau đó thuận tiện trị trị phương diện kia vấn đề đi long cánh lần sau ngươi lại lấy loại này tin vỉa hè sự tình mà nói ngươi kia món nợ ta không cam đoan sẽ không ra lỗi đang đi ra trước khi đi sầm trí quyền lại lần nữa ném xuống ngoan nói phí thủ tục lại thêm hai thành hai thành hắn thực sự là đủ ngoan bất quá khó có được nhìn thấy sầm thiếu gia cũng có sắc mặt như thế không dễ nhìn thời gian này hai thành thật đúng là đáng giá nhìn sầm thiếu gia sắc mặt khó coi theo kia mấy nữ nhân bên người đi qua, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, long thiếu gia lửa cháy đổ thêm dầu đạo. Nam nhân không được, muốn tạo điểm trị. Đi con mẹ nó không được. Tính cách lại trầm ổn nội liễm nam nhân, bị người trước mặt như vậy khiêu khích, thật đúng là vô pháp lại nội liễm. Long cánh. Ba giây đồng hồ sau, quý khách trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, còn có thứ đập xuống đất thanh âm, một đám bảo tiêu đuổi đến nhìn thấy đánh nhau hai người lúc lại không ai dám đi lên khuyên can ngày hôm sau sầm đại bốt đỉnh rách da khóe miệng đi học lúc sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi mãi cho đến việc công kết thúc sầm gia di cũng không dám nhiều nhìn nói với hắn nửa câu không phải việc công lời lại càng không muốn đề nói với hắn việc công lúc căn bản không dám nhìn thẳng hắn mặt nàng không dám nghĩ tượng về nước hắn hội thế nào chỉnh nàng hoặc là có thể trực tiếp đem nàng theo công ty đuổi ra đến, sau đó nhượng gia gia cho nàng tìm cái môn người cầm đồ đương nam nhân cấp cả. Kết quả có bao nhiêu thê thảm liền có bao nhiêu thê thảm. Nàng hối hận. Thập phần hối hận. Không nên tùy tiện đưa hắn, Việt Tư, nói cho Long Cánh. Nhưng của nàng bản ý cũng là hảo, sợ hắn thật sự có vấn đề gì. Nghe nói Hồng Kông rất nhiều cao cấp câu lạc bộ đóa hoa giao tiếp các rất có năng lực, vừa lúc Long thiếu gia ở Hồng Kông, nàng sẽ theo liền đề một câu, nói hắn gần đây áp lực đại, có chút lực bất tòng tâm lời mà thôi, thế nào liền biến thành, hắn cùng với Long thiếu gia ở tường vi cung đánh nhau. Nhưng nàng bây giờ, căn bản không dám nói chuyện với hắn, chớ nói chi là muốn đề chuyện tối ngày hôm qua. Ôi! Đáng thương tiểu thư ký! Tối hôm qua là một đêm mộng, những quan mẫn mẫn vô pháp hảo ngủ, ngày hôm sau làm việc trạng thái rất tệ như nàng không phải tổng tài lời, lấy loại này tinh thần tình hình đến làm việc, nhất định sớm đã bị khai. Nói không chừng liên phân phát phí cũng không có. Nói đến đây cái, quan mẫn mẫn mới ý thức được, nàng làm việc có hơn một tháng, hình như còn chưa có cầm lấy tiền lương A. Bất quá, tượng nàng như vậy cấp bậc đều là lấy lương một năm A, thế nhưng có thể có bao nhiêu, nàng kỳ thực cũng không hiểu. Nghĩ như vậy, Hình như rất chờ mong trong đời lần đầu tiên lĩnh tiền lương a. À. Vừa lúc lấy đến hối lộ một chút tiểu quan tiên sinh, giúp hắn mua kỹ khoản mới nhất trò chơi, miễn cho hắn suốt ngày liền biết khí nàng, còn lo lắng nàng không nam nhân thú. Lúc này cao quản lý cầm kỹ phân văn kiện cho nàng ký, ký hoàng nhìn rơi vào trầm tư không ở trạng thái quan tổng tài, quan tâm nói: Quan tiểu thư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? A. À. Quan mẫn mẫn nâng lên cầm nhìn cao quản lý, không có A. À. Ta xem ngươi hôm nay rất mệt, có phải hay không gần đây làm việc quá bận? Phải chú ý thân thể. 40 nhiều tuổi cao quản lý ở quan thị phục vụ gần 20 năm, nhìn quan mẫn mẫn tựa như nhìn nhà mình con gái như nhau. Ta không sao. Quan mẫn mẫn cong miệng cười. Vậy ta đi ra ngoài trước. Cao quản lý gật đầu, đang muốn đi, quan mẫn mẫn lại gọi lại. Cao quản lý, chờ một chút quan tiểu thư cao quản lý nhìn hai tay chống cầm quan tổng tài cái kia ta muốn biết ta lương một năm là bao nhiêu cao quản lý nghĩ nghĩ đại khái nói một vài từ cái kia con số cũng không phải là rất nhiều thế nhưng đối với chưa bao giờ chính thức làm việc cầm lấy tiền lương quan mẫn mẫn đến nói đã phi thường phi thường hài lòng công ty còn đang chuyển hình kỳ thôi vì tiết kiệm chi mới vừa vào được rồi giảm biên chế giảm lương nàng có tiền lấy đã không tệ, còn cuối năm chia hoa hồng gì gì đó, tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều quá. Khi cái khác công ty tổng tài, lương một năm lại là bao nhiêu? Cao quản lý cười cười, mỗi công ty đô không đồng dạng như vậy, kia tượng sầm trí quyền như vậy, năm nào lương có bao nhiêu? Đối với vấn đề này, quan tiểu thư cũng rất tò mò. Không nên thấp hơn 10 vị sổ, hơn nữa các loại chia hoa hồng cùng cổ phiếu kỳ quyền, này sẽ không hảo đoán huống chi nhân gia còn là gia tộc người thừa kế, ở bên ngoài ẩn tính đầu tư có bao nhiêu ai biết. Không thua kém 10 vị sổ. Quan tiểu thư nhịn không được há hốc miệng. Nguyên lai đồng dạng khoác tổng tài áo khoác, thế nhưng tổng tài cùng tổng tài giữa cách còn không phải là bình thường xa a. À. Bên này quan tiểu thư còn đang khiếp sợ với người với người lương một năm giữa thật lớn trên lệch, bên kia sầm tổng đã sắc mặt hắc hắc chuẩn bị hạ cơ. Đề lời nói với người xa lạ cảm ơn mùa hè á thân, đức di 19770101 thân, Hoa Chi Ngư thân, 18142805474 thân, Mật Kỳ thân Hoa Tươi, cảm ơn thân môn đối mổ vi ủng hộ, ân, thượng giá thời gian lộng cái miếng bản khen thưởng hoạt động đi. Chương 56 Thứ 56 chương thiên tài cũng sẽ sơ sẩy vấn đề lớn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tan tầm sau, quan mẫn mẫn tính toán trực tiếp về nhà, lại ở lên xe tiền nhận được tiểu quan tiên sinh điện báo. Tối hôm qua hai người mặc dù náo loạn chút ít tiểu không thoải mái, sáng sớm khởi tới thời gian hai người còn hổ trừng một hồi, đảng mẹ con giữa kia chút ít cừu hận lại sao có thể kéo dài 24 tiểu thì đâu. Cho nên, ở trong điện thoại thời gian, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Trò chuyện sau khi, tiểu quan tiên sinh mới lời nói thấm thí đạo. Ngươi biết ta vì sao vào lúc này gọi điện thoại cho ngươi sao? vì sao nàng thuận thế hỏi bởi vì thiên tài cũng sẽ có sơ sẩy thời gian đặc biệt mổ một chút không thuộc về mình quen thuộc lĩnh vực trong phạm vi vấn đề tiểu quan tiên sinh vỗ về tiểu cầm nhìn trời khó có được sơ sẩy thiên tài tiên sinh xin hỏi ngươi sơ sót cái gì quan tiểu thư ta tối hôm qua quên nhắc nhở ngươi mua thuốc tránh thai nếu là ngươi nghĩ tái tạo khắc một thiên tài lời kia những lời này khi ta chưa nói bất quá ta âm thanh báo trước minh, ta sẽ không giúp ngươi mang tiểu hài. Nói xong, tiểu quan tiên sinh rất chủ động cúp điện thoại, mà quan tiểu thư, đã hoàn toàn hóa đá. Vì sao chuyện trọng yếu như vậy, nàng lại vẫn muốn không mãn 6 tuổi nhi tự nhắc nhở. Nàng còn là không phải nữ nhân A. À. 6 năm trước, nàng vừa mới thành niên, không hiểu cũng tính, ít nhất khi đó là có kết hôn tính toán, nhưng thế nào 6 năm hậu, nàng vẫn như củ hồ đồ như thế cùng nam nhân kia cái gì hậu vậy mà không biết muốn ăn dược bảo vệ mình chẳng lẽ còn nghĩ tái tạo khắc một thiên tài chỉ là kia gì đã qua hai ngày hiện tại mới tới uống thuốc sẽ tới hay không không kịp a à? bồi hồi ở tiệm thuốc cửa phía ngoài miệng ít nhất một giờ ở nhân viên cửa hàng yêu mến ánh mắt dưới quan mẫn mẫn mới do do dự dự đi vào sợ hãi hỏi qua thời gian dài như vậy còn có thể ăn được hay không dược tránh thai ở xác định chưa vượt lên trước 72 tiểu thì sau, nhà bào chế thuốc cầm dược cho nàng, còn đề nghị nàng tận lực muốn cho nhà trai đến làm tránh thai biện pháp, nhiệt tình đề cử vài khoản thế thao cho nàng, nàng lúng túng cự tuyệt. Cầm dược ra, sắc trời đã tối, nàng ngồi vào ven đường trên ghế dài, ví da để ở một bên, một bên cầm chai nước khoáng một tay cầm dược, sắc mặt xoắn xuýt muôn phần, vừa nàng sẽ ở dược cửa tiệm bồi hồi lâu như vậy, chính là ở làm tâm lý đấu tranh, nàng rất cuộc muốn không muốn mua thuốc ăn. Nếu như nàng bây giờ chỉ là một đơn thuần 23 tuổi nữ sinh, cùng nam nhân kia lại không có nhiều đại tình yêu nam nữ, nàng nhất định sẽ không do dự. Nhưng trong hiện thực không phải, nàng đã sớm làm mami. Ở nàng còn mù mà mù mờ niên kỹ. Lúc đó phát hiện mang thai lúc đã hơn 3 tháng, nàng không không tiếc không muốn của nàng tiểu quan tiên sinh. Mấy năm nay, nàng càng là chưa từng có hối hận. Vậy bây giờ, như là trong bụng của nàng lại có một tiểu quan tiên sinh hoặc tiểu quan tiểu thư đâu. Nàng nhẫn tâm bóp chết nàng hoặc hắn sao. Mặc dù coi như là có, đảng cũng bất quá là một thụ tinh noãn đi. Thả tay xuống trung bình nước, đem tay đặt ở trên bụng, quan tiểu thư nhịn không được lại thở dài. Tiểu quan tiên sinh còn không bằng không nhắc nhở nàng đâu. Đảng xác định có dự đoán nàng cũng không nở không muốn, cùng lắm thì liền lại trốn một lần đến nước ngoài đi, sau này lại cũng không trở lại loại sự tình này cũng không phải chưa từng làm kiền một lần cùng hai lần không có gì khác nhau tối hôm qua tiểu quan tiên sinh nói cái gì sầm trí quyền kiếp trước thiếu nàng hừ hẳn là nàng thiếu hắn mới đối tuổi còn trẻ liền cho hắn sinh đứa nhỏ bây giờ còn có khả năng có thứ hai đây rốt cuộc là cái gì nghiệp duyên a đều do nàng không có việc gì uống gì rượu một nam một nữ đơn độc uống rượu với nhau nhất định sẽ gặp chuyện không may, nàng kiếp này đô quên không được này khắc sâu giáo huấn. Làm sao bây giờ? Ăn, còn là không ăn. Còn là gọi điện thoại về nhà nàng tiểu quan tiên sinh, nghĩ không muốn lại muốn một thiên tài đệ đệ hoặc em gái. Quan mẫn mẫn, ngay nàng cầm thuốc viên đặt ở bên môi do dự lúc, một thanh âm quen thuộc ở đỉnh đầu vang lên, tay rung lên, màu trắng thuốc viên trực tiếp rơi xuống trên mặt đất ở đây làm cái gì? Sầm trí quyền ánh mắt đồng đồng nhìn chầm chầm nàng, thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì đeo quan, nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ngươi, ngươi không phải ở Hồng Kông sao? Quan mẫn mẫn sợ đến theo ghế dài tử nhảy lên, nguyên bản đặt ở trên đầu gối dược hộp cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Nàng vô ý thức nghĩ xoay người lại nhặt, đảng là nam nhân lại động tác nhanh hơn nhặt lên. Còn cho ta nàng sốt ruột suy nghĩ muốn bắt hồi kia hộp dược, mặc dù không cẩn thận bị hắn dọa rụng một viên, đảng dược hộp lý còn có một khỏa, nàng còn chưa có nghĩ hảo có muốn ăn hay không, thứ gì. So với nàng cao hơn một cái đầu nam nhân chỉ là đem dược hộp hơi dơ cao, quan mẫn mẫn coi như là nhảy lên cũng lấy không được. Chuyện không liên quan ngươi. Nhìn kia bị hắn dơ cao hộp, nàng ảo não cắn môi. Bất quan chuyện của hắn, kia khẩn trương cái gì sầm trí quyền không để ý tới, nghiêng đi thân thể, liền ánh đèn nhìn thấy hộp ấn chữ cái tiếng Anh, nàng muốn ăn khẩn cấp thuốc tránh thai. Không cần nghĩ cũng biết nàng tại sao muốn ăn, này ngu ngốc. Thực sự là, có ngốc nghếch. Ngốc được nhượng hắn khí không đứng dậy. Ai nhượng ngươi ăn? Hắn híp mắt trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nàng có biết hay không, nữ hài tử ăn loại vật này có bao nhiêu thương thân thể? Chính ta muốn ăn đã đã bị hắn nhìn thấy, nàng cũng không lại che giấu. Không được ăn. Hắn trực tiếp đem trong tay dược hộp hướng cách đó không xa thùng rác ném qua, trực tiếp trúng mục tiêu. Ngươi, ngươi tại sao có thể, ta nói, không được ăn chính là không được ăn. Hắn không để ý đến nàng, một tay cầm khởi của nàng bao, một tay trảo quá cánh tay của nàng liền đi. Buông ta ra, ta phải về nhà. Quan mẫn mẫn không biết hắn muốn kéo nàng đi đâu, chỉ là nàng giải bất khai hắn hữu lực kiềm chế, nhưng lại không cam lòng bị hắn như vậy kéo đi, thế là nguyên bản lung tung thùy đánh động tác của hắn dừng lại, hai tay trực tiếp phàn ở tay hắn, nắm chặt, treo, kéo, ta bất muốn đi theo ngươi, bất muốn đi theo ngươi, sầm trí quyền dừng lại đến, cúi đầu nhìn nàng, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài chính viện cánh tay hắn, hai chân chụm lại lui khởi đến, cả người cơ hồ là treo ngược ở hắn. Trên cánh tay, kia vô lại lại quật cường tiểu bộ dáng, thực sự là đáng yêu. Đáng yêu được, làm cho người ta nghĩ hung hăng ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu một phen. Bất đi theo ta, muốn cùng người nào đi. Kiềm chế rất lâu lửa giận cơ hồ là biến mất, liên thanh âm cũng trở nên ôn hòa không ít. Với ai đi cũng không đi theo ngươi. Quan tiểu thư lần này cũng là bất cứ giá nào. Quan mẫn mẫn, ngươi không muốn chọc ta sinh khí. Hắn khẩu khí nghiêm túc mấy phần ta mới bất hiếm là chọc giận ngươi sinh khí. Buông ta ra, ta còn muốn đi mua thuốc. Còn dám đề mua thuốc sự tình. Sầm trí quyền sắc mặt đổi đổi, đừng nhắc lại nửa chuyện này. Hắn căn bản không có động tới nàng, ăn cái gì dược. Chỉ là, hắn căn bản không động quá nàng, nàng đảo hảo, dám cùng người khác tuyên dương hắn, không được. Là nam nhân đô nhịn không được. Hắn hạ máy bay sẽ tới tìm nàng, không phải là vì chính danh mình rốt cuộc được hay không sao kết quả đâu ngược lại thiếu chút nữa bị của nàng ăn vạ xem nhẹ chính sự hiện tại hắn muốn làm chính sự mặc kệ nàng là dãy dụ còn là ăn vạ thậm chí thép chói tai đô không ngăn cản được cường hãng nam nhân đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng một đường kéo đi nhét vào hắn liền dừng ở ven đường trong xe động tác nhanh nhẹn rơi khóa lái xe rời đi đề lời nói với người xa lạ cảm ơn mùa hè á thân, hoa thân, 139299909946 thân, thất cánh hoa tuyết thân, an tiểu thất thân, tỷ tỷ thân ái hoa tươi. 13587335292 thân hoa tươi cùng kim cương, Tina 061127 thân, quả fruto gia thân, sầm sầm bình giá vé, sao sao đạt, như có quên xin tha thứ. Chương 57. Thứ 57 chương nghỉ ở trong thang máy thử một lần bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com xe xẹt qua lưu quan tràn đầy màu bóng đêm trực tiếp hướng hắn ở vào trung tâm thành phố nhà trọ mà đi dọc theo con đường này mặc kệ quan mẫn mẫn thế nào gọi sầm trí quyền đô không để ý tới nàng mà nàng không có can đảm tử đoạt lấy hắn phương hướng bàn sau đó nhảy xe ta bất muốn đi theo ngươi đương xe rốt cuộc ở mổ một tòa nhà lớn bãi đổ xe dừng lại đến lúc quan mẫn mẫn chặt chẽ ba ở trên xe không chịu xuống xe. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Cái này căn bản là bắt cóc, được không? Biết tại sao muốn mang ngươi tới chỗ của ta sao? Sầm trí quyền đứng ở ngoài xe, nhìn bên trong sợ đến không dám xuống xe nữ hài nhàn nhạt hỏi. Không biết. Cũng không muốn biết, nàng bỗng nhiên lắc đầu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói, hắn cầm trong tay chìa khóa xe ném cho phía sau bãi đậu xe nhân viên thân thủ tượng trảo gà con như nhau đem nàng theo trong xe nắm ra một đường cường thế thúc nàng tiến vào phòng khách sầm trí quyền nàng tưởng tượng vừa ở đuổi kịp như nhau tự kéo tay hắn không buông nhưng hắn lại thuận thế không lưng đem nàng cả người ôm ngang lên đến sợ đến nàng vội vàng đem vòng tay ở cổ của hắn miễn cho ngã đau chính mình tiểu thí thí sau này không được liên danh mang họ gọi ta hắn thân thủ vỗ nhẹ hạ nàng êm dịu cái mông nhỏ, nhưng lại bất lập tức rời đi, trái lại dừng ở phía trên đè, giống như là muốn thử một chút nó là có phải có co giãn bình thường, nhà được tiến lên cùng hắn gọi cao ốc nhân viên quản lý mặt đỏ rần. Nàng mặc dù đã kết hôn có đứa nhỏ, thế nhưng nhìn thấy chưa từng có mang bất kỳ nữ nhân nào đã trở lại sầm tiên sinh lần đầu tiên mang cái nữ hài về, hơn nữa ở công chúng trường hợp liền thân mật như vậy ôm, này hình ảnh, kỳ thực mỹ rất, chỉ là, sầm tiên sinh động tác kia, tuy bí ẩn nhưng cũng cảm thấy khó xử a. À. Quan mẫn mẫn bị hắn như thế một lòng, cả người đã không dám ngẩng đầu. Sầm tiên sinh, có cái gì có thể giúp trợ ngài sao? Nhà này cao cấp nhà trọ áp dụng khách sạn thức quản lý, hộ gia đình có thể đăng ký thời gian thỉnh nhân viên vệ sinh quét tước trong nhà, còn có chuyên gia ban hộ gia đình tống giặt quần áo vật, ký tống bưu kiện, chọn mua đồ dùng hàng ngày đẳng đẳng, đương nhiên, quản lý phí cũng là tương đương ngẩng cao. Không cần. Sầm trí quyền ôn nhân trực tiếp hướng thang máy mà đi. Ta muốn, quan mẫn mẫn nghĩ xin giúp đỡ, nhưng lời của nàng bị hắn bước xuống môi cấp dọa đi trở về. Hắn không có hôn nàng, chỉ là hai mảnh môi lấy không đến ngủ mi lim cách đậu ở chỗ này, nàng liền không dám lên tiếng. Bởi vì chỉ cần nàng nhẹ thải một chút môi liền sẽ cùng môi của hắn đụng tới, nàng mới không cần. Ngươi phóng ta xuống bế phong trong thang máy, hắn rốt cuộc bất lại buộc nàng, quan mẫn mẫn ở trong ngực hắn ngọ ngoại, không muốn cho hắn ôm. Mà hắn, cúi đầu liếc mắt nhìn nàng hồng toàn bộ tiểu tai, có chút mềm lòng, đem nàng bỏ xuống, nhưng lại rất nhanh đem nàng vây ở hắn cùng với thang máy tường giữa, quan mẫn mẫn hôm nay không mang giày cao gót, đỉnh đầu mới đến đầu vai hắn, lại bị hắn lấy như vậy tư thế bán đè nặng, cả người thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn được muốn chết. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ, đại đại thủy trong mắt môn một tầng hơi nước, ngữ khí lại kiều lại mềm. Kỳ thực dù cho nàng muốn hét to cũng là không khí lực, bởi vì ở trên xe đã dùng hết rồi. Nam nhân này ý chí lực quá cường hãn, muốn làm chuyện gì tình liền cố này đạt được mục đích không thể. Quan mẫn mẫn điểm này thét chói tai tính cái gì? Cho nên, cùng hắn cứng đối cứng căn bản không thể thực hiện được đảng muốn nàng hướng hắn chịu thua lại không cam lòng, chỉ là, nhiều hơn nữa không cam lòng kinh nàng lúc này trong miệng gọi ra, đều là kiều mềm vô lực, tựa như làm nũng bình thường. Mà nàng này phó tiểu bộ dáng, khơi dậy sầm tiên sinh trước nay chưa có yêu thương chi tâm. Thong dài coi được ngón tay đưa tới, nâng lên cầm của nàng, một người nam nhân đem một nữ nhân mang về nhà, người nói muốn như thế nào đâu. Hắn cúi đầu, ở bên tai nàng nhẹ hỏi, nóng nóng hơi thở hay hãy ở nàng mềm mại cần cổ, nàng nghĩ đẩy hắn ra, nhưng hắn quạt ở cổ tay của nàng, sau đó đem hai tay của nàng trực tiếp đặt tại thang máy trên tường, ép buộc nàng thân thể mềm mại dán tại trên người hắn. Quan mẫn mẫn lại xấu hổ vừa giận, sử ra duy nhất một chút xíu khí lực muốn tránh thoát hắn trưởng khống, nhưng ở lực lượng của hắn hạ nàng căn bản không thể động đậy, trái lại càng dãy dụa càng là dán chặt ở hắn cường tráng bắp thịt thượng. Sầm trí quyền, không cho ngươi đụng chạm nữa ta. Ta còn chưa có bắt đầu muốn bính ngươi đâu. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ nàng nóng hổi hai má, sau đó trượt tới nõn nà bàn cổ họng. Ngươi lại không buông ra ta, 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 ta muốn gọi cứu mạng. Nàng thở hổn hển. Tiểu đứa ngốc, hắn cắn của nàng giái tai, lúc này mới muốn gọi cứu mạng có phải là quá muộn hay không? Buông ta ra. Nàng mềm yếu vô lực kháng nghị ta không muốn lại cùng ngươi ngủ sầm đại bốt nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có vì sao càng muốn là nàng vì sao bất cùng ta ngủ hắn đem nàng chăm chú khấu vào trong ngực ép hỏi đêm hôm đó ta không để cho ngươi hài lòng hài lòng cái rắm a nàng cảm giác gì cũng không có rõ ràng là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là ngươi bắt nạt ta nàng trừng hắn ngữ khí có ủy khuất mà cắn môi tiểu bộ dáng nhượng hắn lại là một trận tim đập nhanh. Ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi, cho nên, cùng người khác càng quấy tạo ta giao. Hắn bắt đầu tính sổ. Ta đâu có bị đặt. Không có sao. Khi tỉnh di làm sao biết ta không được. Nói đến đây, sầm đại bốt sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng tăng thêm. Sự quan nam nhân vấn đề mặt mũi, sao có thể bất nghiêm túc. A, à, nghe hắn vừa nói như thế, Quan mẫn mẫn nguyên bản liền hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là nóng được không được. Đêm qua nàng sở dĩ hội như vậy nói, chẳng qua là không muốn làm cho sầm tĩnh di lại truy vấn, nhưng nàng thế nào sẽ nói cho hắn biết? Chẳng lẽ hắn hôm nay cưỡng ép đem nàng mang về, chính là vì nàng một câu kia nói mà muốn trả thù nàng sao? Thực sự là họa từ miệng mà ra mà không tự biết a. À. Sau này nàng ở tỉnh di trước mặt nhất định không dám nói thêm nửa nửa câu bởi vì bọn họ đều là họ sầm. Trắng chuột một ổ. Ta, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nàng vô lực tìm mượn cớ, ngươi không cần tưởng thật. Nàng có ngốc cũng biết không có thể ở vấn đề này thượng khiêu khích nam nhân tôn nghiêm. Muốn nếu không kết quả nhưng biết trước. Phải không? Mẫn mẫn, không ai đã nói với ngươi, nam nhân kiên kỵ nhất chính là nữ nhân nói hắn ở trên giường không được sao hắn cúi đầu đến hôn mái tóc của nàng, giái tai, hai má, khàn khàn đạo. Vậy lần này chúng ta từ từ sẽ đến, những ngươi biết ta rốt cuộc được hay không? Sau đó, của nàng hai mảnh mềm mại môi đỏ mọng đã bị chiếm cứ, cánh tay hắn bất lại áp chế cổ tay của nàng, mà là đem nàng cả người quyển trong ngực trung, lời lẽ dây dưa, không giống với lần trước, lần này hôn càng là hơn một mặt dịu dàng, nàng đã mất lực đem hắn đẩy ra, rơi vào không cách nào hình dung ý loạn tình mê chi cảnh. Thân thể của nàng ở hắn hôn nồng nhiệt hạ khẽ rung, dường như muốn bị hắn hòa tan, trở thành hắn một phần. Thời gian hình như dừng lại, mãi cho đến hắn buông nàng ra môi, lại tượng qua một thế kỷ lâu như vậy. Nàng ngửa đầu ngóng nhìn hắn, nói không nên lời đến. Mà kia lại hồng lại sưng cái miệng nhỏ nhắn, nhà được nam nhân lại lần nữa cúi đầu nhẹ mổ một chút, nghĩ ở trong thang máy thử một lần hắn thanh âm trầm thấp xâm nhợt nhạt trêu tức ý. Chương 58 Thứ 58 chương ô được không muốn không muốn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Ở trong thang máy tới một lần. Quả thực là ô được không muốn không muốn. Quan mẫn mẫn không nghĩ đến luôn luôn nghiêm túc không câu nệ nói cười sầm trí quyền. Vậy mà sẽ ở công chúng trường hợp nói ra cái loại đó ve vãn lời. Mà nàng, xem như là phối hợp hắn nữ chính, nàng cũng là ô được không muốn không muốn ta không muốn của nàng vừa dứt lời cửa thang máy nhị độ mở không sai là nhị độ cửa thang máy ở bọn họ hôn lửa nóng thời gian đã mở ra lần đầu tiên đáng tiếc hai người cũng không nhân rỗi chú ý tới quan dĩ thần không nghĩ đến lấy sầm trí quyền như vậy tính cách nhân lại sẽ ở trong thang máy liền cùng nữ nhân làm được khí thế ngất trời vì không quấy rầy hắn hắn lần đầu tiên hảo tâm giúp bọn hắn quang vào thang máy môn Tịnh ở cửa rút một điếu thuốc, cho là bọn họ hẳn là sẽ rất mau ra tới, kết quả hắn thuốc hút phân nữa, bọn họ còn ở bên trong, hắn kiên trì dùng hết rồi, thế là, vì bọn họ mở cửa. Sai hai bước là có thể trở về phòng, người có tất yếu vội vã như vậy sao? Hắn rung lên trên tay yên, đang nhìn đến nữ chính là quan mẫn mẫn tiểu thư lúc, trên tay yên thiếu chút nữa rớt. Xem ra trong khoảng thời gian này tới nay, đại gia lén đồn đại sầm đại thiếu gia lại lần nữa mê thượng quan gia tiểu thư nghe đồn là thật, theo hắn ra tay trợ giúp quan thị xây dựng đến để cho bọn họ thêm vào tân hải đảo hạng một hắn liền biết mục đích của hắn không đơn thuần. nam nhân thích một nữ nhân, thực sự là nhân sợ. quan mẫn mẫn đồng dạng cũng không nghĩ ra, nàng cùng sầm trí quyền tình cảnh như thế bị người tại chỗ bắt được nhân sẽ là phú hào ca nàng mắt cỡ đỏ mặt liếc một cái hắn vô cảm mặt hậu lại lặng yên ly khai, hắn thế nào cũng ở nơi này. Sầm trí quyền không để ý tới hắn dễu cợt, ông cúi đầu không dám nhìn nhân tiểu nhân nhi hướng thang máy bên ngoài đi, quan mẫn mẫn dù cho không muốn cùng hắn cùng đi, thế nhưng phú hào ca ở trước mặt, nàng liên náo cũng không dám. Thật không biết, sau này sẽ có nữ nhân nào dám cùng hắn cùng một chỗ. So với sầm trí quyền còn đáng sợ hơn hai người trải qua quan dĩ thần bên người lúc, hắn lên tiếng lần nữa, lần này, lại muốn phụ trách. Hiển nhiên, những lời này là nói với sầm trí quyền. Sầm trí quyền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thế nào, không muốn làm trưởng bối. Nếu như hắn cưới quan mẫn mẫn, hắn nhưng là của hắn anh vợ A, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, có thừa nhận hay không. Hắn đô không để ý thân phận hàng nhất cấp, hắn chú ý cái gì. Quan dĩ thần giật giật khóe miệng, ngươi nói xem đây không phải là hắn nghĩ không muốn vấn đề nói không chừng chuẩn nhạc phụ đại nhân bên kia hắn liền làm bất định trước đây không có vấn đề sự tình phóng đến bây giờ thực sự là khó mà nói có một số việc dù cho sầm gia tài cao thế lớn cũng không có biện pháp bất quá không tới phiên hắn đến bận tâm quá nhiều chuyện của ta hội chính mình xử lý tùy tiện ngươi hắn khăng khăng muốn làm một chuyện ai có thể ngăn hai người bọn họ đối thoại quan mẫn mẫn thật ra là nghe hiểu đặc biệt phú hào ca nói phụ trách sầm trí quyền sẽ không thực sự còn muốn cùng nàng kết hôn đi cho nên mới phải vẫn quấn quýt lấy không buông hiện tại càng làm nàng mang về nhà trọ đến không được phép quan mẫn mẫn lại làm liên tưởng sầm trí quyền ôm lấy nàng đi phía trái biên hành lang đi quan mẫn mẫn quay đầu lại nghĩ quan sát một chút địa hình đợi lát nữa muốn chạy trốn chạy gì gì đó khẳng định dùng thượng không ngờ tới lại nhìn thấy bên phải đầu cùng cửa phòng bỗng mở, lao ra một người mặc áo ngủ, tóc dài có chút mất trật tự rối tung ở sau người nữ hài, nữ hài hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ đụng phải nhân. Bước chân dừng lại, trong tay nắm bắt bóp da vô ý thức hướng phía sau phóng, sợ hãi liếc mắt nhìn hoàn toàn nhìn thẳng quan dĩ thần lúc, như là nghĩ đến cái gì, rất nhanh xoay người chạy trở về phòng, cùng sử dụng lực đóng cửa phòng. Hành lang khôi phục yên tĩnh sầm trí quyền hiển nhiên cũng là nhìn cái kia nữ hài, hắn lui về phía sau một bước, bám vào quan dĩ thần bên tai thấp giọng dò hỏi. Kim ốc tàn kiều. Quan dĩ thần chưa có trở về ứng, thẳng thân thể đi vào thang máy ly khai. Quan mẫn mẫn hảo muốn cùng phú hào ca cùng nhau ly khai, thế nhưng, nàng không lá gan đó. Chỉ có thể ở trong lòng ai oán không ngớt, vì sao nàng không có một người muội muội khống ca ca. Bất quá, dù cho Phú Hào ca có em gái không, đối tượng cũng sẽ không là nàng, mà là Phú Hào tỷ mới đối. Thế nhưng, Phú Hào tỷ Mỹ tuy đẹp, thế nhưng vẻ mặt lãnh ngạo không thể xâm phạm công chúa dạng phối thượng Phú Hào ca kia phó âm u lạnh lẽo nhưng sợ bộ dáng, như vậy chính Phú, thật sự là vô pháp tưởng tượng, kia, vừa cầm ví tiền ra tới nữ hài đâu. Thoạt nhìn niên kỹ rất nhỏ, một bộ mềm manh manh, manh tiểu bộ dáng, quả thực chính là chuyên môn vì những thứ ấy có muội khống tình kết nam nhân mà sinh, nghe nói, vật họp theo loài người chia theo bầy, sầm trí quyền cùng phú hào ca giao tình thoạt nhìn không đơn giản, kia, hắn có phải hay không cũng có muội khống tình kết. Nhưng sầm gia có thật nhiều tỉ muội hình như không có nghe nói hắn đặc biệt thích cái nào đi. Quan mẫn mẫn có đôi khi cũng là rất bội phục mình như đi vào cõi thần tiên siêu năng lực, mãi cho đến bị người trực tiếp áp đến trên ván cửa hậu nàng mới từ huynh muội khống tình kết trung hoàng hồn, nghĩ cái gì nhập thần như thế. Hắn bình tĩnh khóa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt chuyên chú cực. Ngươi có phải hay không muội khống? Trong đầu nàng còn có một bán ý thức phập phình ở vừa đâm chiêu suy nghĩ trong, tự nhiên mà vậy liền hỏi lên. Muội khống? Hắn nhíu mày, đầu của nàng mỗi ngày đô suy nghĩ cái gì? Quan mẫn mẫn vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, vị này cao cao tại thượng đại bốt căn bản bất biết cái gì gọi mùi khống bất quá cũng là hắn loại này nhân khẳng định cho tới bây giờ chưa có xem qua truyện tranh tiểu thuyết loại này đối với bọn hắn đến nói chính là lãng phí thời gian rác rưởi đông tây ngươi có thể hay không không muốn đè nặng ta nàng hai cái tay nhỏ bé để ở bộ ngực hắn muốn hắn đẩy ra một chút khoảng cách sợ nàng việc chống cự hắn lại càng cố ý dùng sức buộc nàng còn không ra một tay thân đâu vỗ về nàng sưng đỏ môi. Bây giờ trở về tới hoàn toàn thuộc về địa bàn của hắn trên, hắn muốn thế nào được cái đó, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được. Hoàn toàn bao phủ ở hơi thở của hắn lý, quan mẫn mẫn có chút choáng ván đầu, ta, ta muốn gọi điện thoại về nhà, nàng trễ như thế không trở về nhà, nhà nàng tiểu quan tiên sinh hội lo lắng. Trong nhà của ngươi trừ ngươi ra, còn có ai? Nghe hắn vừa nói như thế, sầm trí quyền trái lại nghiêm túc khởi đến, mẻ suy nghĩ chất vấn. Làm cho nàng theo trí tề chỗ đó chuyển ra, hắn cũng không muốn bọn họ tiếp tục hỗn cùng một chỗ. Quan mẫn mẫn mơ hồ ý thức bởi vì hắn chất vấn thanh tỉnh lại, tỉnh di, ta muốn đánh cho tỉnh di, chúng ta ước được rồi buổi tối cùng nhau, đôi lộn xộn cái gì mượn cớ. Sầm trí quyền trực tiếp theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ở trước mặt nàng bấm điện thoại của sầm tỉnh di, chuyển được sau, nói một câu mẫn mẫn đêm nay ở chỗ này của ta, không trở về nhà. Hậu liền trực tiếp ấn rớt. Bên kia đang cùng tiểu quan tiên sinh ngoạn võng du sầm tỉnh di yên lặng nhìn bị treo lên di động, ngủ dây sau, đối đồng dạng nhìn nàng không nháy mắt tiểu quan tiên sinh đạo. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, mẹ ngươi đêm nay lại muốn bị người ngủ. Đề lời nói với người xa lạ. Giảm thỏ. Tác giả quân, ngươi cả ngày như thế sờ 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 không cho đại bốt ăn thịt, không sợ độc giả cho ngươi ký lưỡi dao sao? Mổ vi. Sợ, sợ, sợ. Nhưng ta đây không phải là cho ngươi miễn với bị hấp hoặc kho sao? Cảm ơn mùa hè á thân, mật kỳ thân hoa tươi, ly 600789 thân kim cương, 8769582 thân đánh giá phiếu. Cảm ơn đại gia đối đại bốt cùng con thỏ nhỏ ủng hộ. Chương 59 Thứ 59 chương tiểu quan tiên sinh, nổi giận. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lại muốn bị người ngủ Hắn quan cảnh duệ mami Tại sao có thể làm cho người ta một ngủ ngủ tiếp Nghe xong sầm tỉnh di lời hậu Tiểu quan tiên sinh tròn một phút đồng hồ chưa có trở về thần Một phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc Lần đầu tiên nhìn thấy hắn biểu hiện như thế sầm tỉnh di thân thủ Ở trước mặt hắn lung lay hoảng Bị hắn tiểu tay huy khai kết bỏ đạo Điệt ầm ý ta, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Nhân tiểu quỷ đại. Sầm tĩnh di phiết biểu môi, nghĩ cái gì? Đi cứu mẹ ngươi về a, à, ta khuyên ngươi đừng dị nghĩ bầu trời, bởi vì ta cũng không biết nàng bị người bắt tới chỗ nào. Ngủ. Vốn có muốn nói bị người chọc tới ít ít o, đảng niệm ở tiểu quan tiên sinh vị thành niên phân thượng, còn là dùng ngủ. Các ngươi sầm gia nhân xấu lắm. Tiểu quan tiên sinh bất mãn trừng phá sản tiểu thư liếc mắt một cái điệt phủ định toàn bộ một thuyền nhân được không? Ta mặc dù họ sầm, thế nhưng trong nhà có nhân thực sự dám khi dễ mẹ ngươi lời, ta nhất định đứng ở các ngươi bên này. phá sản tiểu thư lời thề son sắc đạo. ngươi nói, ta nói, hảo, tin ngươi một lần. tiểu quan tiên sinh đứng dậy, triều đang trên sofa ngủ nướng quyển mao huyết sáo, tiểu quyển mao cấp tốc xoay người khởi đến, nhảy đến tiểu chủ nhân bên người. ngươi đi đâu? Sầm tỉnh di nhìn một người một chó tương cùng mà đi bóng lưng, có loại cảm giác bị vứt bỏ. Trở về phòng, làm đại sự. Tiểu quan tiên sinh không quay đầu lại ứng tiếng nói. Tiểu quan tiên sinh trở về phòng làm đại sự này hội, mẹ hắn cũng, thiếu chút nữa bị người cấp làm. Đúng vậy. Thiếu chút nữa a, à, trên người y phục đều bị hắn cưỡng ép xé mở, hắn điện thoại riêng lại tượng thúc hồn như nhau vang cái không ngừng. Cũng may mắn cú điện thoại kia, làm cho nàng miễn với lại lần nữa bị ngủ. Thế nhưng, hắn rất không kiên nhẫn nhận điện thoại hậu, động tác cấp tốc mặc quần áo, đối còn trốn ở trên giường phát trung nàng nói một tiếng, hắn có việc ra, làm cho nàng hảo hảo ngủ sau liền chạy lấy người. Nói đùa, hắn làm cho nàng hảo hảo ngủ nàng liền muốn ngủ sao? Nàng căng bản liền không muốn quá muốn cùng hắn về, hiện tại hắn đi, nàng bất đi mới là ngu ngốc. Sự thực chứng minh, kỳ thực quan mẫn mẫn đúng là ngốc. Nam nhân kia muốn nàng ngủ ở đây, nàng kia chính là tôn ngộ không cũng phiên bất ra như đến Phật bàn tay, hắn bả môn khóa lại, mà di động của nàng hóa trang bao còn đang xe của hắn thượng. Làm ầm ĩ hơn nửa buổi tối, quan mẫn mẫn vừa mệt vừa đói, cuối cùng lui ngủ trên ghế salon. Hừng đông một điểm, đêm khuya nhân tỉnh. Sầm trí quyền cùng sầm trí vũ một trước một sau theo sở cảnh sát ra, đi tới bãi đổ xe, cùng nhau lên xe. Bạn gái Sầm trí vũ ở phó giá trên thảm nhìn thấy kia chỉ nữ thức bao lúc, nhắc tới nhàn nhạt hỏi. Sầm trí quyền nhận lấy đi ném tới phía sau, không có gia dị đáp lại, trái lại nhìn tay phải của hắn cánh tay đạo. Miệng vết thương của ngươi có muốn hay không đi bệnh viện xử lý một chút? Sầm trí vũ là hắn cùng bố cùng mẫu đệ đệ, so với hắn 2 tuổi. Hai huynh đệ từ nhỏ đến lớn cảm tình vẫn rất tốt, sầm trí quyền về nước tiếp nhận anh hoa đầu tư lúc, hắn vẫn cùng ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau khai cương chui từ dưới đất lên, bây giờ hồi quy gia tộc sự nghiệp thể, hắn cũng theo cùng nhau về, chuẩn bị muốn tiếp nhận thủ tịch vận chuyển buôn bán lớn lên chức vụ, toàn lực phụ trợ đại ca làm việc. Sầm Trí vũ tính cách bình tĩnh nội liễm, luôn luôn không phải yêu làm náo động nhân, đêm nay lại ở quán bar cùng người vung tay mà bị trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát tới. Không muốn làm cho trưởng bối trong nhà biết cho nên mới phải đánh điện thoại của đại ca nhượng hắn qua đây. Không cần. Sầm Trí Vũ thấp con ngươi liếc nhìn trên cánh tay đơn giản băng bó vết thương, đã không có lại chảy máu, điểm này bị thương ngoài da không tính cái gì. Chỉ là kia buộc thành cái đáng yêu nơ bướm băng. Sầm Trí quyền phân tâm liếc mắt nhìn cánh tay hắn hậu không nói cái gì nữa, trực tiếp lái xe ly khai. Trở lại chính mình nhà trọ lúc, đã đêm gần 3 giờ sáng. Cái kia nữ hài giống như con mèo nhỏ bình thường qua ngủ trên ghế salon, trong lòng còn ôm cái đại đại gối. Gian phòng có thoải mái giường lớn nàng không ngủ, càng muốn ngủ sofa. Sợ hắn sẽ ở nàng ngủ thời gian đem nàng cấp làm sao. Nếu như hắn ý định muốn làm nàng, không nhất định cố nài ở trên giường mới được. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến về, cộng thêm mấy ngày nay ngựa không dừng vó bận rộn, hắn cũng hơi mệt chút, đương nhiên, nếu là muốn làm việc tuyệt đối không có vấn đề, bất quá, nhìn nàng ngủ được như vậy hương phân thượng, hơn nữa, nàng buổi tối không có không biết ăn đông tây không có. Hắn đem trên tay đề hộp đựng thức ăn bỏ lên trên bàn, ngồi sổng trước sofa, thân thủ vỗ nhẹ mặt của nàng, mẫn mẫn. Ngô Đang ngủ say quan mẫn mẩn thân thủ huy rụng ở đính vào chính mình trên mặt không biết minh đông tây, không uống rượu cũng có thể ngủ được chết như vậy. Thế là, lại đến, biệt ầm ỉ, hảo khốn thật đói, nàng lông mi thật dài giật giật, không mở mắt liền thấp nông đạo. Rốt cuộc là muốn ngủ hay là muốn ăn đông tây? Mẫn mẫn, khởi đến ăn đông tây ngủ tiếp. Lần này, hắn khuất khởi hai ngón tay nắm bắt nàng êm dịu khuôn mặt. Quan mẫn mẫn rốt cuộc mở mắt ra, lại đang nhìn đến nam nhân gương mặt đó lúc, thoáng cái liền tỉnh táo. Thiếu chút nữa liền từ trên ghế salon nhảy lên đến, thế nhưng vừa mới tỉnh ngủ cộng thêm đã đói bụng, thật sự là không có khí lực ngươi muốn làm gì? Nàng đem gối ở trong ngực ôm chặt hơn nữa, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Ăn xong đông tây ngủ tiếp. Lúc này, sầm trí quyền không muốn cùng nàng tranh chấp, thân ngón tay chỉ đặt lên bàn hộp đựng thức ăn hậu xoay người đi vào phòng ngủ. Ai biết ngươi có thể hay không ở thức ăn bên trong hạ dược. Quan mẫn mẫn nhỏ giọng thấp thầm thì, bất quá, lại vương tay mở tinh xảo hộp đựng thức ăn, mê người hương vị xông vào mũi, để đỡ không được hấp dẫn nàng tam mấy lần liền đem còn mang theo ấm áp táo phái tất cả đều nuốt vào trong bụng. Mười phút sau, tắm sạch sẽ sầm trí quyền mặc áo choàng tắm ra, tóc hơi ẩm, lười biến thùy ở trên trán, nhượng cả người hắn thoạt nhìn không có mặt tây trang dày da lúc như vậy uy nghiêm dọa người. Ngươi có muốn hay không đi tắm? Hắn ngồi vào bên người nàng, thân thủ nghĩ ôm hông của nàng, nàng sau này xê dịch, không muốn. Muốn rửa cũng sẽ không ở nhà hắn rửa, mục đích của hắn như thế rõ ràng. Nếu như ta nghĩ muốn ngươi, ta không để ý ngươi rửa bất tắm. Hắn thân trường tay, đem nàng cả người bắt qua đây, khóa vào trong ngực. Nhưng ta, không muốn ngươi câu này lời còn chưa nói hết, liền bị hắn trực tiếp hôn lên môi. Trong miệng nàng còn có táo phái vị, thơm thơm, ngọt ngào, nhượng hắn việc hôn việc không muốn buông tay, cuối cùng trực tiếp đem nàng áp đảo ở trên sofa. Đề lời nói với người xa lạ giảm thỏ. Tác giả quân hôm qua bị ký lưỡi dao, hôm nay khẳng định không dám ra hiện tại bình luận khu. Chương 60 Thứ 6 thập chương máu nhiễm phong thái Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hừng đông 4 giờ rưỡi, đại bộ phận nhân đô còn đang ngủ mộng trong, thế nhưng quan mẫn mẫn lại lúng túng e rằng Pháp đi vào giấc ngủ, bởi vì lúc này nàng, trên người mặt là nam nhân trường cùng đầu gối áo sơ mi chăn mỏng đắp lỏa lồ hai cái tế chân, ngồi ở hắn trên giường lớn, trong tay còn cầm một chén bốc hơi nóng đường đỏ canh gừng. Vì sao nàng hội này phó bộ dáng ngồi ở hắn trên giường, đương nhiên không phải là bởi vì bọn họ đại chiến mấy trăm hiệp, mà là đang hắn chuẩn bị cưỡng ép công thành thời gian, của nàng đại di mụ tới. Khi thấy kia đỏ tươi dịch thể chảy ra lúc, hắn rõ ràng cũng là lăn một hồi lâu không hoàn hồn. Còn là nàng phản ứng nhanh hơn đem chân chăm chú đóng lại, thân thể co lại thành một đoàn oa ở trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thấu, vẻ mặt vĩ khuất lại không có trợ nhìn hắn. Ta, ta đến cái kia. Ý tứ nói đúng là, hắn không thể lại làm cái gì với nàng. Đại bốt hoàng hồn hậu, phi thường lúng túng hắn giọng, đứng dậy trở về phòng cầm chăn đắp lên trên người nàng. Đương nhiên, đại bốt cũng không có như cùng tiểu thuyết ngôn tình trung nam chủ bình thường, tay bận chân lục quốc ra ngoài mua một đống băng vệ sinh về luôn luôn thói quen với chỉ huy đại cục nam nhân, một cú điện thoại đánh tới quản gia sử, không đến nửa giờ liền có đem nàng cần gì đó đưa đến trước mắt, còn bao gồm một chén nóng hôi hổi đường đỏ canh gừng. Nàng ở trong phòng tắm đơn giản thu thập một chút chính mình, mặc vào hắn làm cho người ta chuẩn bị cho tốt thiếp thân y phục, miễn cưỡng mặc áo sơ mi của hắn đương áo ngủ ra. Cái gì đô chuẩn bị được tốt như vậy, vì sao không cho nhiều người tống nhất kiện thích hợp áo ngủ đi lên? làm cho nàng mặc áo sơ mi của hắn, ái muội cảm đầy đủ được làm cho người ta hảo không được tự nhiên. Nhưng nàng cũng không dám triều hắn trống, sợ như não hắn lại lần nữa nhào lên. Chỉ là, làm cho nàng xuyên thành như vậy ngủ ở hắn trên giường, tỉnh táo nàng sao có thể ngủ được. Nhanh lên một chút uống. Mặc áo ngủ vào sầm trí quyền đi tới bên giường, ngồi xuống, hai tay mở đặt ở thân thể nàng hai bên. Giữa hai người cách được không tính quá gần thân thể cũng không có tiếp xúc, thế nhưng quan mẫn mẫn còn là khẩn trương được tiểu tay run một chút, khi chén trà nóng thiếu chút nữa hắt xuống, sầm trí quyền nâng đứng dậy, tay không nhận lấy của nàng cái chén đút tới bên môi nàng, mở miệng, đại bốt tự tay uy nàng, nàng nào dám không uống. Thế là, rất nghe lời mở miệng, nghĩ nhanh lên một chút uống xong, ai biết uống được quá nhanh cấp bị sặc, khụ được nàng nước mắt bảo táp, hắn bất đắc dĩ buông còn dư lại hơn một nửa trà, đem nàng kéo vào trong lòng bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng nàng, còn một bên thấp giọng huống, huống nhanh như vậy, ta sẽ cùng ngươi cướp sao? thật vất vả dừng lại, hắn trực tiếp tắt đi ở đại đèn, chỉ chừa một chén đèn tường. nàng bị hắn trực tiếp phóng đảo đến trên giường đến, nàng nhớ tới, sầm trí quyền đè lại nàng không buông. ta, ta nghĩ chính mình ngủ. nam nhân phía sau không biết lúc nào đem trên người áo ngủ cấp cởi. Khi phó nóng cháy nam giới thân thể kề sát nàng, nam nhân nồng đậm hơi thở ngay trên đầu nàng vờn quanh, nàng vô pháp bình tĩnh trở lại. Sầm trí quyền không nói, kéo chăn mỏng đem hai người đắp khởi đến, thân thủ ôm chặt hông của nàng, đừng làm rộn, mau ngủ. Hắn lại không có tắm máu chiến đấu hăng hái ham, dù cho lại nghĩ chứng minh hắn rất đi cũng phải có một thời cơ tốt. Lăng qua lăn lại một buổi tối, hắn cũng mệt mỏi. Quan mẫn mẫn cũng không muốn náo, Thế nhưng, một người nam nhân như vậy dáng nàng, nàng thế nào ngủ được? Nàng nghĩ dời một chút, mới động một chút, nam nhân phía sau lại đem nàng ôm càng chặt hơn, hình như lau keo tựa như, thiếp quá chặt chẽ. Ngủ không được. Nam nhân thanh âm ở nàng vang lên bên tai, thanh âm trầm thấp mang theo một cổ nói bất ra ái muội. Ta không có thói quen cùng người cùng ở trên một cái giường ngủ. Quang mẫn mẫn nói. Nhi tử theo vừa sinh ra đến bây giờ, luôn luôn đều là chính mình ngủ giường nhỏ hai tuổi trước bọn họ còn đang cùng một cái phòng hai tuổi sau hắn liền có đã có thể tự gánh vác có thể nói như vậy chính nàng cũng là theo ba bốn tuổi ngủ một mình giác sau liền lại cũng không cùng nhân đầu gối má kề thói quen huống chi tỉnh táo dưới tình huống cùng hắn ngủ ta cũng là sầm trí quyền ở bên tai nàng nói nếu là hắn có cùng người đầu gối má kề thói quen vậy thì thật là hảo tạng bởi vì hắn còn chưa có kết hôn. Đương nhiên, lấy hắn cá nhân sức hấp dẫn, nói không có nữ nhân chủ động dán lên đến là không thể nào, nhưng kia cùng một người ôm ngủ tới hừng sáng ý nghĩa là bất đồng. Quan mẫn mẫn ở trong lòng âm thầm bụng bồi, lại không biết bất tri bất giác, hảo tạng kia hai chữ cứ như vậy nhỏ giọng truyền vào nam nhân trong tai. Cái gì tạng? Không kết hôn liền loạn cùng nữ nhân ngủ, rất dơ. Đã đều bị nghe thấy, quan tiểu thư thẳng thắn không kiên kỵ đạo ý của ngươi là chúng ta ngủ cùng một chỗ rất dơ nam nhân hỏi lại là ngươi cùng nữ nhân khác ngủ tạng ta lúc nào cùng nữ nhân khác ngủ chẳng lẽ ngươi còn là xê sao sầm tiên sinh một phen tuổi cũng không ngại mất mặt đương nhiên những lời này quan tiểu thư không dám hỏi không dám đề cho nên vì để tránh cho chạy ở loại nguy hiểm này vấn đề bên cạnh có thể hội nổi lửa, đề tài dời đi, ngươi, có thể hay không mặc vào áo ngủ ngủ tiếp. Quan mẫn mẫn cẩn thận đề nghị. Ta thói quen lỏa ngủ. Ý tứ nói đúng là không thể mặc. Vì để cho nàng an tĩnh lại, hắn hơi buông ra đặt ở nàng ngang hông lực đạo. Nhanh lên một chút ngủ, ta ngày mai còn có rất nhiều sự. Sau khi nói xong, hắn liền lại cũng không có mở miệng, 10 phút sau, bên tai truyền đến hắn đều đều tiếng hít thở. Mà quan mẫn mẫn ở hắn trong lòng, ở hắn quen thuộc lại xa lạ trong hơi thở, mở suy nghĩ nhìn trần nhà, nàng cho là mình hội ngủ không được nhưng bất giác, nàng cũng đã ngủ. Quan mẫn mẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại, là bởi vì bụng dưới từng đợt sóng triều cùng rầu rĩ đau. Nàng có chút mơ hồ mở mắt ra, nghĩ xoay người khởi đến, thân thể lại bị trói buộc, đặc biệt đôi chân tượng là bị người khóa lại bình thường, nàng vô ý thức dùng sức đá một chút, còn sớm, lại ngủ một hồi. Bên tai truyền đến nam nhân thấp thanh âm, nàng mới ý thức được nàng hiện tại người ở chỗ nào. Ta muốn đứng lên. Quan mẫn mẫn ngữ khí rất gấp, mang theo điểm kinh hoảng. Hoảng cái gì? Sầm trí quyền buông nàng ra. Đạt được tự do quan mẫn mẫn lập tức ngồi dậy, giật lại chăn, phía dưới chăn, nam nhân chỉ mặc một quần lót, chắc hoàng mỹ thân thể rơi vào trong mắt nàng, nhưng lúc này quan tiểu thư không rảnh quan tâm, nàng quan tâm địa phương là, bắp đùi mình xử áo sơ mi vạt áo, chỗ đó đã là một mảnh đỏ tươi, chói mắt cực hồng. Khi vừa cùng mình chăm chú tương thiếp địa phương là bắp đùi của hắn xử đi. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, quả nhiên ở đó song chắc chân thượng nhìn thấy một mảnh nhỏ còn chưa làm vết máu, quan mẫn mẫn chỉ cảm thấy toàn thân đô hóa thủy tựa như sụi lơ, đầu từng mảnh từng mảnh chỗ trống. Sáng sớm, sao có thể phát sinh như thế lúng túng sự tình. Mà sầm trí quyền nhìn thấy nàng kinh biến sắc mặt, theo nàng ánh mắt chỗ đi xuống liếc mắt nhìn, nhìn thấy chân của mình thượng kia phiến vết máu, vừa liếc nhìn trên người nàng áo sơ mi vạt áo cùng ga giường, hắn cũng là triệt để không nói gì. Ai, ai nhượng ngươi ôm ta ngủ? Lại một ba sóng triều mà đến, quan mẫn mẫn hoàng hồn, nhìn thấy hắn một bộ hoàn toàn không thì biểu tình thốt ra ra đạo, vốn định quái chính hắn, chỉ là ngữ khí lại có một chút bỉ khuất. Nếu không phải hắn ôm được như vậy chặt, nàng vừa cũng sẽ không có lớn như vậy động tác, kết quả chính là chẳng lẽ nàng muốn trách băng vệ sinh chất lượng quá kém sao? Đánh quảng cáo nói thế nào ngủ làm sao làm cũng sẽ không trắc lậu, kết quả còn là làm cho nàng lậu rất khó coi, là, là của hắn lỗi. Là hắn cứng rắn muốn ôm nàng ngủ. Nhưng đụng tới nữ nhân chu kỳ kinh nguyệt loại sự tình này, hắn cũng không kinh nghiệm, sao có thể biết hội này có loại chuyện này phát sinh có muốn hay không ta ôm ngươi đi phòng tắm hắn thu về ánh mắt đạo ta không muốn hắn cũng không miễn cưỡng dẫn đầu xuống giường ta làm cho người ta cho ngươi tống tân y phục đi lên phi thượng áo ngủ hắn mới ra gọi điện thoại tiến vào điện thoại di động của hắn liền vang lên vừa nhìn là khải văn hắn nhận khởi đến buổi sáng hội nghị lùi lại một giờ Hắn 11 giờ trưa có một hội nghị trọng yếu, thế nhưng nhìn đồng hồ đại khái hội không kịp, bởi vì hôm nay hắn dậy trễ. Bốt, công ty thông tin bộ trưởng máy bị người đen. Khải Văn lo lắng thanh âm theo trong điện thoại rõ ràng truyền tới.